Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 19 tây tháng 8 năm 2018. Chúng ta học tiếp phần nghiệp. Và trước khi mà chúng ta tiếp theo cái bài kinh là bài đại kinh nghiệp phân biệt, thì sư cô sẽ ôn qua một số điểm, bởi vì cái cách trình bày trong kinh đó, mình nắm được cái cách trình bày đó đó, thì mình có thể là hiểu và mình đọc tới đọc lui, mình ôn tập đó là mình sẽ học được nhiều, bởi vì đây chính là kim ngôn của Đức Phật. Thì như chúng ta biết đó, cái nghiệp nó tạo ra là do mình suy nghĩ trong đầu của mình, cho nên mới nói là hạnh phúc hay là đau khổ đó là do suy nghĩ của mình. Nếu mình suy nghĩ đúng thì mình dẫn mình tới cái chỗ bình yên. Còn nếu mình suy nghĩ sai, mình điên đảo trong cái đầu của mình, thì mình dẫn mình tới cái khổ. Trong khi mình ở đời đó, mình chỉ nghĩ là cái suy nghĩ của mình đó, làm sao mà dẫn tới cái thành công ở đời, tức là công việc làm ăn suôn sẻ, lợi nhuận cao, gia đình thuận hòa và cái địa vị xã hội ngày càng phát triển. Cái suy nghĩ của mình nó định hướng về cái đó. Và khi mình định hướng về cái đó, mình muốn thành công đó, thì mình sử dụng cái gì cũng được, miễn là mình đạt được cái mục đích đó. Nhưng mà nghiệp á, nó lại sẽ nói như thế này: mình sử dụng cái gì, chính cái đó là mình tạo nghiệp. Mình sử dụng một cái phương tiện chân chính thì đó là bình an. Còn mình sử dụng một cái phương tiện mà nó thuộc về cái mưu ma trước quỷ ở trong cái tâm mình, và cái tâm mà nó thuộc về mưu ma trước quỷ, kể cả nó không có từ bỏ những cái điều xấu ác, thì đây rồi, nó chính là cái ác nghiệp. Bởi vì cái mưu ma trước quỷ đầu tiên là nó che ám trong cái tâm của mình trước, và nó sẽ sử dụng những cách thức để che ám trong tâm của người khác. Mình nói đâu đông, mình làm bên tay là mình che ám người ta, và chính mình cũng đang che ám mình như vậy. Cái trước quỷ là những cái trước mà cái người lương thiện, cái người bình thường không hiểu được, không nghĩ rằng người ta có thể dám làm vậy, cho nên sẵn sàng làm điều ác. Do đó đó, những cái hành động mà xấu ác nó đi kèm theo, sẵn sàng như thế. Thì cái này đó, dẫu cho mình có đạt được cái đỉnh cao của sự thành công của thế gian này đó, thì đó là cái ác nghiệp. Khi mình thành công như vậy đó, mình có thể rất là rộng rãi, mình làm nhiều thứ tốt đẹp lắm. Nhưng có một cái điều mà mình không có thể nào dùng cái đồng tiền đó, hay cái sự thành công đó, hay cái sự rộng rãi đó mà có thể xóa được cái quả nghiệp của nó. Đó là cái ác nghiệp mình đã tạo ra. Thì mình gieo cái nhân thì mình gặt cái quả. Bởi vì khi mình làm là cái tác ý của mình là làm sao cho nó thành công bằng mọi giá, thì như vậy cái sở hữu tư nó nằm ở trong cái động tốc này, nó lặp đi lặp lại. Thì chúng ta tính với cái thời gian mà chúng ta tạo được cái sự thành công ở thế gian này bằng những cái mưu ma trước quỷ đó, đó thì chúng ta sẽ tích lũy bao nhiêu tỷ tỷ những cái hạt giống thuộc về ác nghiệp trong cái tâm của chúng ta. Và như vậy, khi mà nó đã có sẵn trong tâm á, thì nó có thể câu thông với môi trường xung quanh bất cứ lúc nào, câu thông bất cứ lúc nào. Và không phải chỉ trong một kiếp, mà nó đi không biết bao nhiêu kiếp trên đường luân hồi của mình. Là nó nghiệp bắt đầu từ cái sự suy nghĩ của chúng ta, đi một con đường chân chính hay con đường không chân chính. Còn những cái pháp thế gian mà chúng ta hướng tới cái sự thành công á,
là chúng ta định hướng để chúng ta thích ứng tốt đẹp và nó thuận duyên cho cái đời sống thế gian của chúng ta, với những cái tài sản thuộc về thế gian mà chúng ta gọi là của tôi, cha mẹ tôi, anh em tôi, chồng vợ tôi, con cái tôi, tài sản tôi, sự nghiệp tôi, công danh của tôi, địa vị xã hội của tôi, tiếng tâm của tôi, vân vân. Tất cả những đó nó là tục sản, tài sản của thế gian. Thì chỉ hữu ích khi chúng ta còn sống và biết cách sử dụng nó. Và nó có thể trở thành tai hại khi mà chúng ta có nó trong tay mà chúng ta không biết cách sử dụng nó. Và khi chúng ta đó chết, chúng ta không đem được những cái thứ đó, nhưng mà cái tâm chúng ta không có buông ra, chúng ta vẫn bám lại nó, thì cái đó nó trở thành một cái điều cực kỳ tai hại cho chúng ta. Chúng ta sẽ làm ma lợn giận đó, có khi dữ dằn hơn làm dạ xoa, có khi làm chó, có khi làm rắn, làm bất cứ một cái dạng nào mà nó thỏa mãn cái chuyện mà chúng ta ôm ấp gìn giữ cái tục sản của chúng ta. Từ tiền bạc cho đến người thân yêu, tất cả mọi thứ, cái gì mà chúng ta gọi là của mình, của ta trên thế gian này, thì nó đi cái con đường đó. Cho nên nó là người ta sẵn sàng coi như là nhắm mắt làm ngơ trước cái thiệt hại của người khác, kể cả cái sinh mạng đó thuộc về cái không phải của một người mà của cả một cái làng, của một cái xã, cả một cái vùng, cả một cái trú xứ đừng có sanh sống. Có chết đi nữa, có nhiễm độc đi nữa, có ra sao đi nữa, có tàn tệ cách nào đi nữa, chuyện đó là của họ, không phải của mình. Còn mình đi con đường thành công, ác nghiệp này không kể xiết được đấy. Và trả không biết bao nhiêu kiếp, không phải chỉ có một kiếp. Thành ra cái suy nghĩ nó là cái định hướng, định hướng trên đường đời để chúng ta có một cái tục sản. Nhưng để có một cái tục sản đó đúng như phước báo của mình đó, thì chúng ta có làm được hay không, hay là bằng mọi giá để mà cái định hướng trên thế gian này mình được thỏa mãn. Nhưng mà có một cái thứ hai làm cái tài sản này đó, là chúng ta đây đó cũng đi bằng con đường của nghiệp, nhưng mà không ai tước đoạt của mình cả. Những cái điều mình nghĩ đúng đắn, thiện lành trong tâm của mình, sự sáng suốt mình đã thực hành trong cái đời sống tâm linh của mình, thì tài sản này không có ai cướp đoạt cả. Trong hiện kiếp này thì không có một cái thế lực, không có quyền lực nào cả. Từ trong những cái người mà có quyền lực nhất trong 31 cõi này đó, cũng không có khả năng trộm cắp được những cái tài sản tâm linh của mình. Và với thời gian, với luân hồi đó, nó là cái người bạn quý của chúng ta. Cho nên kinh Pháp Cú có nói rằng là có những điều mà cha mẹ, mà bà con đó không có thể làm được cho mình, nhưng mà cái tâm mình hướng vào con đường chánh đó, thì mình làm được rất nhiều việc tốt cho bản thân mình. Cho nên là trong mọi hoàn cảnh đó, chính cái con đường chân chánh, cái con đường thiện lành mà mình tạo ra, đó là cái che chở cho mình, cái lá chắn, đó là chính là cha là mẹ đó, là che chở cho mình. Mà không có một cái cha mẹ hay là một quyền thế nào trên thế gian có thể che chở mình được hết. Bởi vì đó, nghiệp của mình là mình tạo ra, mình là cái người thừa kế. Và bây giờ cái quả nghiệp lành đó, nó chính là cha mẹ của mình, cha mẹ đích thực để mà mang cái hạnh phúc đích thực cho mình. Còn cha mẹ mà cho mình xương là thịt đây, cho mình cả một cái đời sống thế gian này đây, đó là cái duyên với nhau, đó là cái người ân người nghĩa, đó là cái nguồn nước mình uống không biết bao nhiêu kiếp. Không phải cha mẹ chỉ có một đời đó, uống không biết bao nhiêu kiếp, tri ân không biết bao nhiêu kiếp, để rồi cái uống cái đường uống đó, để tri ân đó mà mình đây nè, mới biết báo ân, mới biết đền ân. Và như vậy, những cái thiện lành của mình mới có cái điều kiện trổ sạch. Nhưng mà vẫn không bằng tất cả những cái pháp thiện và thiện trí mình tạo ra đó,
nó chở che mình suốt trong cái luân hồi. Vì vậy đầu tiên cái nghiệp nó bắt đầu từ trong ý nghiệp. Do đó mà trong cái bài kinh này đó, khởi đầu cái phần đầu tiên đó, là chúng ta thấy trong đó có nói thế này. Khi mà cái du sĩ, đạo sĩ Pataliputta hỏi, thì nói này: này hiền giả Samiddhi, trước mặt Thế Tôn, tôi tự thân nghe, tự thân ghi nhận như sau. Hư vọng là thân nghiệp, hư vọng là khẩu nghiệp, chỉ có ý nghiệp là chân thật. Tức là cái vị đạo sĩ này nó nhận ra rằng đó là cái ý nghiệp là gốc. Ý nghiệp là gốc. Còn hai cái phần trên đó, ông nói là hư vọng đó, thì trong cái lúc mà chúng ta tìm hiểu bài kinh này, nhất là cái phần cuối đó, thì chúng ta sẽ giải cái chữ hư vọng này, mà chúng ta đã thấy trong cái phần chú giải ở phía dưới trang kinh, nhưng nó chưa đầy đủ thì chúng ta sẽ làm tỉ mỉ hơn. Vậy như vậy, chính trong cái câu hỏi này đó, cái vị du sĩ mà Pataliputta cũng đã nhận ra rằng cái gốc của cái nghiệp nó nằm trong cái ý nghiệp. Từ cái chỗ này ra, nó mới hiển lộ cái ý nghiệp ra ngoài đó bằng cái lời nói. Rồi nó hiển lộ ra ngoài bằng cái ứng xử. Vậy cái gốc thì vẫn nằm bên trong. Cho nên khi mình nói á, là tôi cũng không nghĩ tại sao mà tôi phải làm như vậy nữa chứ. Mình nói vậy nghĩa là sao? Nghĩa là mình không có ý làm mà tự nhiên lúc đó nó làm. Thưa quý vị, không phải. Mình đã có ý làm từ lâu rồi, nhưng mà cái lúc nó làm á, nó nhanh quá đó rồi mình không kiểm soát được. Nó nhanh quá, nó điều động nhanh quá. Sư cô chỉ quý vị một cách mà mình hành trì đó, để mình kiểm soát cái này. Thí dụ như bây giờ ai chọc giận mình chẳng hạn, mình nghĩ trong bụng đó là nó nói như thế này là không được, mình sẽ phải nói như thế này, rồi sau đó mình nói là thôi chuyện này cũng chẳng cần nói. Nhưng mà quý vị thấy, khi mà cái ý á, mà nó sắn xuống một cái rồi đó, là trước sau gì nó cũng nói, mà nó không nói chỗ này, nó sẽ nói chỗ kia, nó không nói chỗ kia, nó sẽ nói chỗ nọ. Để chúng ta thấy cái gì? Ý là quyết định. Nhưng quý vị thấy không? Thay đổi cái suy nghĩ của mình là thay đổi cả một cái đời sống của mình, thay đổi cả cái nghiệp của mình. Thì thấy cái gốc nó nằm ở chỗ đó. Cho nên là cái ông đạo sĩ này tuy có những cái phần sau cũng không trúng, nhưng mà ông nhận ra rằng đó, chính cái ý nghiệp này mới là sắc giác. Sắc giác đây có nghĩa là đế. Đế đây có nghĩa là sự thật. Và chữ sự thật này còn dịch đây là chân lý. Thấy không? Đây mới là cái tối thượng. Thành ra cái ý nghiệp nó là cái gốc sinh ra tất cả mọi thứ. Như vậy khi mà chúng ta đã có cái phước duyên, chúng ta học pháp, chúng ta hiểu, và chúng ta đắn đo suy nghĩ lại tất cả những cái việc mình làm để mình chọn con đường đúng nhất, thì cái đó là chúng ta đã bắt đầu đó, là coi như là định hướng lại tất cả những cái suy nghĩ và những cái hành động của mình, để mình không bị cái mà chúng ta đã nắm, đã biết rồi đó, để chúng ta không bị cái này, không bị cái dòng nghiệp cũ đó, nó vẫn tiếp tục trong cái hiện kiếp của mình đây. Cái dòng nghiệp cũ này đây, nó không có tiếp tục mà nó chi phối chúng ta. Nếu mà cái tốt nó chi phối thì quá may mắn rồi, còn trong khi những cái xấu nó tiếp tục nó chi phối, mà chúng ta luôn luôn có thể kiểm soát được. Thiện cộng vị trí này, chúng ta có thể kiểm soát được. Và cái này nhiều lần sư cô nói, nhưng mà trong cái bài nghiệp này, sư cô muốn là tất cả chúng ta đều phải khắn ghi ở trong tâm, để mà chúng ta mới có thể ứng dụng. Học bao nhiêu kinh điển đi nữa, cốt lõi nó vẫn nằm ở đây. Thành ra là khi mình hiểu như vậy, để mình mới nói với chính mình rằng là khi trong tâm của mình nó khởi lên cái gì đó, trong tâm mình nó khởi lên cái gì, nó gửi cái thiện hay là gửi bất thiện đây đó,
Vì cái tâm mà nó khởi lên được đó, là bởi vì đó, nó chìm khuất ở bên trong này đó, nó chính là cái tánh của mình. Tánh của mình là cái tập khí của mình, là cái cá tánh của mình, là cái tính tình của mình. Nó hình thành do cái quá khứ nằm đậy, thấy không? Rồi đời này nó trỗi lên nữa, để thấy chưa? Nè, cái tâm mình hiện tại khởi lên tốt hay xấu? Tốt nằm đây, xấu nằm đây. Và khi mà mình sanh ra đời đó, nó hình thành cái tập khí này, nó gọi là cái tánh mình, tánh tình của mình. Cái gì không? Cái tình đây là những cái cảm xúc, tình cảm của mình. Và cái tánh mình, tánh tình này, nó chính là cái dòng nghiệp quá khứ. Mà khi chúng ta tái sanh á, đây này chúng ta tái sanh nè, thì cái dòng chảy này nó chỉ có bị cắt một sát na, nhưng mà nó nối lại liền, nó nối bằng cái cận tử đây, bằng cái phút cận tử đây, nó nối liền trong cái tái sanh này, này. Nối liền tức thôi, là cái dòng chảy này không gián đoạn. Cho nên khi nó khởi lên cái gì thì mình hiểu ngay rằng cái mà trong tâm của mình đang khởi lên nè, mình hỏi nó nằm ở cái phần quế nhiễm hay phần trong sạch. Đó là cái cốt lõi cho chúng ta tu. Không phải mình ngồi thiền từ tháng này qua tháng khác mà có thể nhận ra dễ dàng cái điều này, có thể hiểu ra được dễ dàng cái điều này. Thành ra tất cả nghiệp quá khứ nó nằm trong cái tâm tánh của mình, nó nằm trong cái khuynh hướng của mình, từ cái việc nhỏ đến việc lớn, từ cái miếng ăn giấc ngủ, cái áo, cái quần mình mặc, cho đến những cái mà gọi như là cái thị hiếu của mình, đến tất cả những ai mình giao tiếp, đến tất cả những cái việc gì mình làm, mình định hướng cuộc đời của mình, nó đều nằm ở trong cái tâm tánh của mình. Tâm nó khởi lên gốc từ cái tánh. Và cái tánh này là nó nằm ở cái gốc của cái quá khứ, là cái dòng nghiệp tốt hay xấu, tập khí tốt hay xấu nằm. Và chúng ta luôn luôn bị chi phối, bởi vì chúng ta sanh ra từ cái quả của nghiệp, thấy không? Từ quả của nghiệp chúng ta sanh ra, cho nên nó tiếp tục chi phối. Vậy thì khi chúng ta tu đó, thì chúng ta không có nói rằng là cái dòng nghiệp nè, chúng ta không có cộng cái chữ tu vào đây. Cái nghiệp tốt cũng như nghiệp xấu, chúng ta không cộng vào đây, thì chúng ta tách ra. Giờ đây cái mà chúng ta đó là phải phát triển lên đó, là cái sự sáng suốt này, cái thiện trí này. Chúng ta nên cộng cái chữ trí tuệ đi, chúng ta cộng với nghiệp xấu tốt đây, để làm chi? Để nhìn lại cái tánh của mình. Đây, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Chữ Phật đây có nghĩa là sáng suốt, bởi vì Phật là tuệ giác mà. Làm gì làm hãy nó khởi lên trong cái đầu của mình, thì mình phải hiểu nó nằm vào cái chỗ nào, dòng nằm vào cái kênh nước đen hay là kênh nước trắng trong tâm của mình. Còn nếu như mình không có đặt cái câu này ra thì mình nói tôi, mình nói tôi vui, tôi buồn, tôi thành công, tôi thất bại, vân vân, cái gì cũng có cái chữ tôi đó. Bây giờ những cái hiện tượng đó nó xuất hiện, bỏ chữ tôi đi, coi nó là cái gì. Cái chữ tôi nó nằm chỗ này, cái chuyển nghiệp nó nằm ở cái chỗ này, cái nhận thức sáng suốt này này. Và cái chỗ này nó gọi là chúng ta ý thức tất cả những gì đang xảy ra, đang diễn ra trong tâm của mình. Ý thức được cái điều này, nhận biết rõ nó, đó là cái công việc mà chúng ta gọi là tu, đó là cái công việc mà chúng ta gọi là hành trì trong giáo pháp. Và đây, khi chúng ta làm cái điều này, chúng ta hành trì này, là chúng ta làm giàu cái đời sống tâm linh của mình. Còn không, chúng ta sẽ bị cái dòng thác của cái đời sống thế gian đó, nó cuốn chúng ta đi.
Thì thấy không, trong cái trong cái đường gọi là cái đường nghiệp của Thái tử Siddhartha đó, khi mà sanh ra đời đó, thấy không, sanh ra đời thì những cái người mà người ta coi tướng số tử vi hoặc chiêm tinh giỏi đó, người ta nhìn nhìn qua cái tướng của cái Đông Cung Thái tử này đó, là người ta biết rằng cái quả nghiệp nó sẽ trổ về đầu, cái quả nghiệp liền. Nếu mà ở đời mà làm vua đó thì trở thành một cái vị mà coi như là một cái vị hoàng đế mà có gọi là cai quản hết tất cả những cái nước xung quanh của mình, cái thế lực nó rất là lớn như vậy, và làm cho thịnh trị. Còn nếu như cái người này mà đi vào con đường tu đó, ta phải thành tựu. Như thế người ta nhìn, nhìn ra cái quả nghiệp nó chói sáng như vậy. Thì cái chuyện mà chúng ta phải hiểu vậy, cái người này sanh ra với cái quả nghiệp thiện, cho nên là sanh ra là Đông Cung Thái tử, hưởng tất cả những cái phước thuộc về cái tài sản thế gian. Nhưng vị này từ chối, chứ không phải hết phước, vị này từ chối. Và đi vào cái chỗ đó không cần đến tài sản thế gian, mà cần cái tài sản về tâm linh. Và quả nhiên đó là đã thành tựu một cái thành một cái vị Phật mà gọi là đấng toàn giác. Đi con đường đó, cái tài sản đó lớn. Cho nên bao giờ chúng ta nhận ra rằng thế gian này như vậy là đủ rồi, thì chúng ta đã dùng những cái phương tiện mà coi như vừa đủ trong cái thế gian này để chúng ta làm giàu cái tài sản về tâm linh. Thì như vậy đó là trong cái tâm chúng ta nó sẽ khởi lên những cái phần thiện. Và những cái mà thuộc về cái tánh của chúng ta là nó chở theo cái dòng nghiệp đó, thì cái tánh nào mà tốt đẹp nó được phát sanh. Còn những cái phần xấu là chúng ta bỏ đói nó, cho nó suy yếu đi. Và nó nằm trong cái gốc của cái suy nghĩ thì nó mới hiển lộ ra lời nói, nó mới hiển lộ ra thành hành động. Bởi vì chỉ huy trưởng nó nằm ở đây, nó mới điều khiển để cho nói, nó điều khiển để cho hành động, để cho ứng xử, nó nằm ở đây. Chỉnh từ nơi đây là cái gốc, định hướng ở đây là cái gốc. Sáng gần nhà, đi bộ đến chợ, mà vừa đi mà nghĩ này, làm ô xin cho tới kiếp nào, đi về cũng nghĩ làm ô xin cho tới kiếp nào, ở trong bếp cũng nghĩ làm ô xin cho tới kiếp nào, thì chỉ có bệnh và thoái đọa vào kiếp ô xin thật mà thôi. Còn khi mình xách cái giỏ đi ra chợ, mình nghĩ đây là cái điều kiện để mà mình đi kinh hành, không những tốt cho sức khỏe mà nó điều hòa luôn cái tâm của mình đi kinh hành, mua được thức ăn tốt, nghĩ rằng đây là phục vụ cho cái sức khỏe của những ai ăn thức ăn này, và mình còn có đầy đủ cái phước để mình có cái sức khỏe mà mình đứng trong bếp mình nấu một cái món ăn không những thanh tịnh mà còn hoan hỷ nữa, để đem sức khỏe cho người khác, thì cái quả lành nó phải trổ sanh. Cho nên thay đổi đi, định hướng để đi, để mà tất cả những cái việc ăn mặc ở bệnh trên thế gian này nó không thành là gánh nặng ở trên vai của mình nữa, mà nó là cái phương tiện để cho cái đời sống tâm thức của mình nó được nở qua nơi đó. Còn không đó, là chúng ta sẽ coi như là bị nó đè bẹp xuống, và nó dúi mình vào trong cái chỗ khốn cùng do suy nghĩ. Nhớ vậy. Và vì cái chỗ này đó, mà trong cái bài này thì khi mà cái vị này hỏi đó, thì Đức Phật khi mà giảng có nói rằng là có bốn cái hạng người phạm cái giới. Mà phạm giới này đó, bốn người phạm giới này, bốn hạng người phạm giới này, thì bao giờ cũng vậy, đều đưa đến cái quả khổ.
trong năm giới đó, phạm giới thứ nhất, phạm giới thứ hai, phạm giới thứ ba, phạm giới thứ tư, trộm cắp, sát sanh, trộm cắp, tà dâm và bốn cái khẩu nghiệp. Và khi mà hành bốn cái khẩu nghiệp này đó thì bao giờ nó cũng phạm trong cái giới thứ năm là nó mê mờ. Mê mờ đây là si. Mà si có mặt á là tham sân được có mặt hết. Cho nên là không có nói năm hạng người phạm giới mà nói có bốn thôi. Bốn mà nó thành năm mà nó thành nhiều nữa. Thì trong tâm của những người phạm giới luôn luôn có tham sân si. Và khi phạm như thế này đó thì nó sẽ có cái cách nó trổ quả, nó thành ra là bốn dạng tái sanh. Đây tức là trổ quả, quả nó trổ ra bốn cái hạng tái sanh. Chúng ta ôn lại cái cách này để chúng ta đi cái phần sau cho nó dễ. Cái thứ nhất á, thứ nhất là cái người này phạm giới. Phạm giới thì liền đó, nó trổ cái quả khổ. Quả khổ hoặc là quả dữ, mình dùng chữ thôi, khổ cũng được, dữ quả khổ. Cái thứ hai, là phạm giới. Phạm giới. Nhưng mà nó lại trổ cái quả lành. Đây là cái cặp, nó có nghịch lý ở chỗ này. Bây giờ tới thứ ba, là cái người này nó không phạm giới. Không phạm giới. Thì nó trổ quả lành. Cái số 4 là cái người này cũng không phạm giới nhưng mà nó trổ cái quả khổ. Khi mà chúng ta nhìn bốn cái dạng của cái tái sanh này đó thì chúng ta mới hỏi là tại làm sao trong cái nghiệp nói rằng hãy mình gieo cái nhân là gặt cái quả. Cái nhân này nó gieo xuống đó thì nó phải đưa tới đó là gặt cái quả. Gieo nhân thì phải gặt quả. Như vậy tại sao đó gieo nhân xấu thì phải gặt quả xấu là đúng rồi. Cái này nó tương ưng rồi, cái này không ai bàn thôi. Nhưng mà tại sao nó lại gieo cái nhân xấu mà lại gặt cái quả tốt? Chuyện này không có chấp nhận được. Nó có cái nghịch lý không có chấp nhận được. Như vậy cái luật nhân quả này đâu có đúng. Nhưng mà không đúng sao được. Trong khi những cái vị chư thiên, những cái vị này đã đặt ngũ thiền rồi, đã có thần thông rồi, thấy đúng sự thật. Và người ta nói đúng sự thật chứ đâu phải do suy nghĩ, do cái chuyện mà mình nghe tới nghe lui mình nói đâu. Thì chẳng lẽ mấy vị chư thiên này lại nói không đúng sự thật, nói láo sao? Đâu có, không có. Nhưng cái này thì lần trước sư cô có giảng cái gì rồi, là trong khi mình tạo tác bằng bảy cái tâm động tốc này đây thì những có những cái á nó trổ sanh trong cái đời này, trong cái hiện kiếp.
có những cái nó trổ xanh trong kiếp sau, có những cái năm chính giữa này nó trổ xanh bất cứ lúc nào khi còn luân hồi. Như vậy một người mà chúng ta thấy hiện nay đó, là người ta làm những cái điều không thể tưởng tượng được, một cái ác nghiệp nó ghê hồn lắm, nhưng người ta vẫn phay phay, con cái người ta vẫn học hành được, gia đình người ta vẫn là êm ấm, đường thăng quan tiến tước người ta vẫn lên, cái nguồn thu nhập mà bất chính người ta nó vẫn ào ào nó đến. Còn trong khi cái người lương thiện đó thì coi như là không còn cái nhà để mà ở, nồi cơm cũng không có để mà nấu, lang thang khốn khổ như vậy, ai cũng thấy là oan ức hết mà không có ai giúp được hết. Thì như vậy đó, rõ ràng là cái dạng này người ta phạm giới, phạm giới đây, nhưng người ta vẫn hưởng quả lành. Thì xin trả lời rằng cái quả lành này không phải là do phạm giới, mà quả lành này á là do trong cái tiền kiếp á, nó tạo được cái điều tốt, bây giờ nó trổ xanh trong cái đời này, còn cái mà nó gieo ngày hôm nay đó nó chưa trổ, cho nên chưa có nhận, chưa có nhận được, chỉ có vậy thôi. Và cái cách mà chúng ta hiểu thì sư cô có nói là tất cả những nghiệp của chúng ta nó cũng như nhốt một cái con bò trong chuồng, thấy không? Thì con nào mạnh nhất nó sẽ ra khi cửa mở, tức là khi tái sanh, mà con nào đứng gần đó nó sẽ ra, con yếu nhất nó cũng ra, mà con mạnh nhất ngay cái cửa đó nó cũng ra trước tiên. Thì để vậy, để chúng ta không có thắc mắc là tại sao mình nói gieo nhân thì gặt quả, thì tức là quả nó phải tương ưng với nhân, nhân nào quả đó. Nhưng mà tại sao đó lại là nó có cái trường hợp là bốn cái dạng tái sanh này nó không đi như cái công thức chúng ta nói, là bởi vì nó không đơn giản trong vấn đề mà gieo nhân gặt quả. Bởi vì gieo cái nhân bây giờ, nhưng mà nó có thời gian nó mới trổ, nó có điều kiện nó mới trổ, cho nên nhân phải có duyên nó mới đủ sức để nó trổ quả. Thành ra cái con đường nhân quả này là nó còn phải duyên, tức là có những cái yếu tố, những cái yếu tố mà nó phù hợp, nó nối kết được thì nó mới trổ quả, còn chưa phù hợp, chưa nối kết được, chưa trổ quả. Chưa chứ không phải là không, hai cái đó chúng ta nhớ như vậy. Cho nên kinh Pháp Cú có nói là cái người mà làm cái điều ác đó, ngày nào mà nó chưa có trổ quả đó thì người ta còn hưởng được những cái gì mà người ta đã tạo tác lành từ kiếp trước. Nhưng mà đến khi nó trổ quả rồi đó thì người ta hối hận cũng đã muộn rồi. Chứ không phải mình bắt buộc gieo xuống là trả liền, gieo xuống là trả liền. Cũng như mình nói chồng vợ sống với nhau đi, cái ông chồng thì ông trăng hoa quá, rồi ông về ông đối xử với cái người vợ không có ra gì. Thì bây giờ đó là ly dị thì chắc chắn rồi, nhưng mà cái người vợ này nghĩ rằng để cho ông lấy cái người khác đó, coi có bằng tôi không, để lấy một người khác cái vậy đó, rồi là phải cài một phụng sự cho nó, thì cho nó sáng con mắt ra, cho nó nhãn tiền ra. Thật sự cái đó là do cái tâm mình hận, cho nên mình mới mong chờ người ta gặt cái quả xấu. Chứ còn người ta làm như vậy đó, mình mà mình cái tâm mình hận để mình mong chờ người ta gặp quả xấu để cho mình thỏa mãn cái sự tức giận của mình đó, thì mình vẫn là phát triển cái phần bất hạnh của mình đây. Nhưng nếu mình nghĩ thế này, cái người này mình gặp phải họ mà họ trăng qua không dứt, đây là cái hình ảnh của mình trong tiền kiếp, mình cũng bẻ qua bắt bướm, và mình cũng đối xử với cái người bạn đời của mình nó như cái người mà họ đang đối xử với mình đó. Cho nên mình thấy những cái chuyện làm mà người ta gieo cái khủng khiếp nhất cho mình đó, thì mình sám hối, mình nguyện là không bao giờ mình dám làm như cái người này đã đối xử với mình. Thì lúc đó mình thoát. Bởi vì sao? Mình làm bằng cái trí tuệ, không có cái sân hận, không có cái sân hận. Còn có người đó thì không nói như vậy,
vẫn giữ một cái đời sống gia đình, coi cái vỏ bên ngoài, nhưng mà bên trong đó thì ông ăn chả bà ăn nem. Thì cái chuyện này trong nhiều kiếp luân hồi đó, mình lập gia đình với bất cứ ai, mình sinh ra dưới cái dạng nào, thì cái chuyện cái người bạn đời của mình phản bội mình là chuyện đương nhiên, không có kết thúc được. Nghiệp nằm trong suy nghĩ, nghiệp nằm trong ứng xử. Cho nên những cái gì bất hạnh trong cái đời mình đó, đừng đem sự bất hạnh đó đến cho bất cứ ai, thì chúng ta thoát. Còn chúng ta nghĩ người khác phải gặp sự bất hạnh bởi vì họ gieo rắc sự bất hạnh cho mình, thì cái suy nghĩ đó nó nằm trong cái chỗ này nè, cái chỗ mà nó thuộc về gọi là cái tham sân si đây, cái phần xấu đây, phần xấu đây, trong cái tham sân si đây, thì như vậy nó phải dính đây, nó nằm đây hả? Bị rồi, nó dính vào trong đây, thì mình đâu có thoát ra được, không thoát ra được. Cho nên bốn cái dạng này. Và bây giờ đó thì trong cái bài kinh này đó, khi triển khai ra thì chúng ta thấy là có bốn cái vị chư thiên. Mà bốn vị chư thiên này á, thì không phải chỉ có bốn người, mà có những chư thiên sinh ra trong cái cõi trời, và họ thấy những cái chúng sinh tái sanh lên cõi trời đó, nó có những cái điều nó không có thuận theo gọi là nhân trổ quả như những vị chư thiên này nghĩ. Mà những vị chư thiên này thấy đích thực rằng có những người phạm giới, tức là có những người làm điều ác, nhưng mà họ lại được tái sanh lên cõi trời. Không phải họ đi lộn, cũng phải mà không phải mà họ lương lẹo mà được lên chỗ đó, nhưng cái gì cái quả phước đời trước của họ lớn quá, hiểu không? Cho nên thân quại mạng chung đó, thì những cái quả xấu ác nó chưa trổ mà nó lại trổ về cái cõi chư thiên này. Rồi cho đến lúc nào họ hưởng hết cái phước này rồi đó, thì những cái điều xấu ác của họ nó sẽ hiện ra. Này chúng ta nhìn nha, mình nói một cái thí dụ mà mình nói hoài để cho mình nhìn cái vấn đề nó rõ hơn. Thí dụ như Đề Bà Đạt Đa đó, khi sanh ra có cái phước đó là sanh ra trong hoàng tộc. Cái phước thứ hai nữa là mình đi xuất gia với một cái vị thầy là đấng toàn gia. Và cái phước thứ ba nữa của mình đó là mình tu đó là đắc ngũ thiên và có luôn cái thần thông. Đó là cái phước đó. Nhưng mà rồi đó, cái phước này nó chưa có trổ được, nó bị nghẽn lại. Là do sao? Do mình đi trên con đường đạo mà mình lại có cái tâm của thế gian, ở chỗ là đi tu cũng phải làm sao cho nó có một cái vị thế nào trong cái tăng lữ, phải có một cái vai trò gì ở trong cái tăng lữ. Cho nên vị này muốn cái gì? Muốn là với cái khả năng mình đắc ngũ thiền này, với khả năng mình có thần thông này đó, là nghĩ rằng là mình hạng nhất rồi, cho nên là trong tay mình phải có đồ chúng đông chừng nào tốt chừng đó. Và người ta đi cái pháp thế gian, Đề Bà Đạt Đa đi cái pháp thế gian này, ai cũng muốn sướng hết, ai cũng muốn đầy đủ hết, ai cũng muốn hưởng thụ hết. Vậy thì người nào mà xuất gia với Đề Bà Đạt Đa đó, không phải bưng cái bình bát mà đi phơi nắng phơi sương ở ngoài, rồi người ta có cúng dường nhiều hay cúng dường ít, cúng ăn thức ăn được hay không được thì cũng phải hưởng theo cái phước của mình. Không, Đề Bà Đạt Đa là phải cưng học trò hơn, và phải làm cho tất cả mọi người thấy rằng là đi tu là rất là sướng, không? Cơm dân nước uống đồ dùng bất cứ cái gì người ta cũng đem tới cúng dường hết. Như vậy làm sao có một cái nguồn, có một cái nguồn cung cấp mà bao la như thế này, mà mình chỉ cần phán một tiếng là có đầy đủ hết. Thì cái đầu của Đề Bà Đạt Đa nó bắt đầu nó phải suy nghĩ cái cách thức đó. Vì thì em dẫn chưa, nghiệp nó dẫn chưa, từ cái chỗ mình là người đắc thần thông, là tu ngũ thiền rồi, không có bị bợn nhơ. Nhưng trong cái tham của người ta có nhiều thứ. Người này không có tham thiền, tham bạc, không có tham gì hết, nhưng mà tham cái quyền uy. Muốn cho mình giỏi như vậy thì đồ chúng mình phải đông. Cho nên vị này nghĩ tới chuyện đó, chỉ có một người làm vua đó thì mới có thể mở kho ra để mình nói rằng ngày hôm nay đó là tăng đoàn của tôi là 1.000 người, sáng phải có cháo này, trưa phải có cái cơm này,
y áo phải như thế này, thì cái vị vua đó là lo đầy đủ hết. Hoặc là ta huy động những người giàu có thì người ta sẽ lo cho cái tăng đoàn này đầy đủ hết. Nhưng mình phải bản thân mình ăn, mình lo cho đệ tử của mình, và như vậy thì người ta mới đến tu nhiều. Thì mình cái đồ chúng mình mới đông, thì cái quy thế của mình nó mới lẫy lưng. Cho nên bây giờ có ông vua nào mà không ngồi vững trên ngai vàng mà không nghe mình được đâu. Mình phải nuôi ông vua con, từ đấy mới kích động A Xà Thế giết cha. Và khi mà xuất hiện trước A Xà Thế thì dùng cái thần thông, dùng cái thần thông bay lên trời rồi mới hạ xuống. Thì vua, thì lúc đó thái tử A Xà Thế vô cùng ngưỡng mộ. Và quả nhiên sau khi mà lên ngai vàng rồi đó, thì hằng ngày nơi cái tăng đoàn của Đề Đạt Ra muốn cái gì có cái đó. Và những người mà đi tu mà để hưởng được nhiều chừng nào tốt chừng đó thì người ta kéo đến giống như một cái phong trào vậy đó, nó lũ lượt nó kéo về. Thậm chí đó, những người này đến cái tăng đoàn của Đức Phật còn nói thế này: đi về chỗ Đề Bà Lạt Đa tu đi, đâu có phải bưng cái bình bát đi khất thực bữa dày bữa khác đâu. Thấy không, mình khi mình ăn uống đầy đủ rồi, chỗ ở của mình đàng hoàng, y áo mình không thiếu rồi, vật dụng cái gì mình cũng không muốn có lo hết á, thì như vậy mình mới chú tâm vào cái chuyện mình tu được chứ. Còn bây giờ đó thì y áo thì mùa đông giá rét cứ phải ngồi chờ mà không dám nói một tiếng nào hết á, có ai cúng không cúng thì thôi, thì nó cứ bị cái đó thắt thỏm hoài sao tu được. Rồi bây giờ thức ăn á, nó không có vừa cái khẩu vị của mình á, thì là cái ăn, nó ăn thì nuốt vậy thôi chứ còn nó không có đủ sức, rồi nó cứ rứt trong người sao nó tu được. Rồi gian nắng dầm mưa vậy sao chịu nổi. Mình tu phải có đầy đủ điều kiện hết, thì lúc đó mình cứ chuyên tâm vào chuyện tu chắc chắn thành công. Những người khác cũng như mấy người đi vô thiền viện tu đó, nào có riệp, rồi nào là quạt máy nó hư, rồi là cơm nước nó không vừa ý, chỗ ngủ nằm mấy tấm ván ngăn qua nó kêu cái ép, lăn lợi nó kêu cái ép. Trời, tu vậy sao tu được, cái tâm mình nó lộn xộn quá làm sao tu được. Về nhà mày ngồi có máy lạnh nè, cơm nước có người nấu dâng lên nè, muốn gì được đó nè, dư điều kiện để tu. Xong ở nhà tu, tu vậy nó chuyên tâm vô tu nó mới thành tựu được chứ. Nghiệp chúng ta tạo ra có hai thứ mà. Chúng ta ngăn nó, ngăn che nó bằng mọi cách để chúng ta hưởng nó hết rồi thì cái phần này nó ra nè. Chúng ta sống bằng phước, người xuất gia sống bằng phước. 7 tuổi mà thái tử trong triều đình mà, thấy không? Đi tu với một cái vị thầy mà coi như là trí tuệ mà. Ngài Xá Lợi Phất bưng cái bình bát đi trước. Sa Di La Hầu La 7 tuổi bưng cái bình bát đi sau, bữa nào cũng thúc thích hết, không có miếng cơm mà ăn, không có miếng nước mà uống. Phước cũng có làm sao? Phải sống đích thực như vậy đó mới học được những bài học tâm linh. Và chúng ta trên thế gian này cũng vậy, không phải những gì chúng ta thỏa mãn trong cái chuyện đáp ứng của chúng ta mới đích thực là đời sống. Đáp ứng được hay không đáp ứng được phải nhìn ra nhân quả. Đáp ứng được hay không đáp ứng được cũng đều là bài học tâm linh, thì chúng ta mới đích thực là tu. Quý vị thấy Đề Bà Đạt Đa nghĩ lệch chút xíu thôi. Không phải cái người này muốn ra đời, và không phải người này là muốn lợi dụng cái tăng đoàn để làm giàu, không có như vậy. Muốn có một chút thôi mà cực kỳ nguy hiểm, đó là mình là cái người có thần thông, mình giỏi, mình tu như thế này rồi thì mình phải có một cái đồ chúng rộng lớn nó mới xứng với lại cái tôi của mình. Nghĩ lệch chút xíu thôi, đi xuống địa ngục. Kinh hoàng chưa? Huống chi gì mình đó là chưa có đắc định, chưa có thần thông, chưa có gì hết. Thì cái pháp thế gian đó nó rất là mạnh mẽ trong cái đời sống nội tâm của mình. Lệch chút gì, lệch chút gì. Cho nên những cái vị mà người ta tu đắc thiền nè, ta tái sanh nó cõi chư thiên.
người ta thấy đúng cái sự thật, đúng cái chân lý là có mặt những cái hạng người này nè, những hạng người mà phạm giới này nè, mà lại là tái sanh vào trong cái cõi lành, phải chư thiên. Và có những cái người đó, người ta không có phạm giới, tức là người ta giữ giới, người ta là người tốt, nhưng mà ta vẫn là rơi xuống những cái cảnh khổ, bốn cái cảnh khổ, bốn cái cõi khổ trên thế gian này thì vẫn rơi xuống. Và những vị này trình bày đúng sự thật, và khi trình bày đúng sự thật thì kết luận theo cái sự thật đó và phán quyết theo cái sự thật đó. Nhưng đây là một cái sự thật phiến diện, mình chỉ thấy một cái thôi mà mình không thấy cái sự vận hành của nghiệp. Cho nên khi Đức Phật giảng cái bài kinh đó, đại kinh nghiệp phân biệt này, là để muốn nói đến cái sự vận hành của nghiệp. Khi mình tạo tác ra thì nó có cái đoạn đường vận hành của nó. Đây, nó còn tiếp nhận rất là nhiều những cái duyên của nó, duyên của nó mới đưa đến cái quả. Chứ không phải gieo nhân xuống là trổ quả liền, không phải vậy. Có cái trổ quả liền, có cái chưa trổ quả liền, nhưng mà con đường của nó vẫn có gì, nó có cái điều kiện của nó, nó nối kết vào thì nó mới trổ được cái quả của nó. Cho nên khi mà chúng ta làm những cái điều không đúng, những cái điều sai, những điều mình biết là mình có tội rồi, những điều mình biết là tội lỗi rồi, tội này quả gì biết rồi, nhưng bây giờ không phải để đau khổ. Bởi vì tất cả những đau khổ này đó, nó chỉ làm nặng thêm những cái gì mà chúng ta đã sai, những cái gì chúng ta tạo tội, vô ích lắm, không kết lợi gì cả. Chúng ta không để cho những cái quá khứ mà chúng ta đã sai rồi đó, bây giờ nó đè bẹp xuống cái đời sống của chúng ta. Mà chúng ta hãy thay đổi, chúng ta suy nghĩ là chúng ta làm những cái điều lành, những cái điều tốt, thay đổi. Cho nên có một cái, còn cái cậu này là người Thái, đây là có câu chuyện có thật, câu chuyện này cũng có in ra thành một cái tập sách mỏng rồi, thì nó không có phổ biến ở Việt Nam. Thì sư cô có cái quyển sách ở trong tay. Cậu này đó khi bị bắt đó, thì đưa ra tòa thì bị cái án tử hình. Nhưng cái điều lạ lùng đó là cậu không bao giờ nói rằng là ai đã làm cái chuyện đó. Từ cái hậu ra tòa cho đến khi kết cái án tử hình đó, thì cậu luôn luôn nói rằng là tôi là cái người vô tội, tôi không có làm cái điều đó. Và những người thân thiết với cậu đó thì tin như vậy. Nhưng mà tất cả những cái sự mà diễn ra đó thì người ta không có thể nào có cái bằng cớ để mà cho cái người này ngoại phạm được hết. Thì trong cái thời gian mà cái người tử tội này đó chờ để đi ra mà coi như là ra pháp trường để nhận cái án đó đó, thì trong cái thời gian này đó thì cậu này lại có cái cơ hội xin cái điều kiện, cái cơ hội nhiều hơn để mà cậu học thêm cái giáo pháp, rồi cậu xin được gặp một cái vị sư, và sau đó là cậu xin xuất gia với cái vị sư này. Thì ở trong cái nhà tù đó người ta cho phép, nhưng mà với điều kiện đó là cái lúc mà đem ra mà coi như là xử tử cái người này đó thì người này phải mặc cái bộ đồ tù. Người ta không xử tử một người xuất gia, ta xử tử một người tử tội, thì người ta cho phép như vậy, và cậu này đã được xuất gia. Thấy không? Cái công việc là không phải ngồi đó để mà cho những cái sai lầm của mình nó dày vò mình, mà ta đi vào con đường này. Cái lý do thì cậu cho tới giờ chết cũng không nói, cậu chỉ nói một câu duy nhất là tôi vô tội. Cậu cũng không đưa cái bằng chứng mà vô tội của mình ra. Đứng về mặt tâm linh, khi con đường của cậu này đi thì mình hiểu rằng là cái câu mà cậu nói nó có sự thật trong đó, nó có một phần cái sự thật trong đó, còn những cái phần mà nó nối kết về đâu thì người ta không có giải trình, cho nên mình không có thể hiểu được. Nhưng mà cuối cùng thì cái con đường của người này chọn đã thấy rồi.
Cho nên chúng ta nên chọn, khi chúng ta sai lầm rồi chúng ta chọn một cái hướng đi khác, không đi lại cái hướng đi cũ. Bởi vì càng đi cái hướng đi cũ đó thì những cái duyên mà làm cho cái nhân này đó nó trầm trọng hơn lên, để nó nhanh chóng chỗ quả là do những cái duyên này. Mà những một trong những cái duyên mà chúng ta không nhìn ra đó là cái sự rai rứt ở trong tâm của mình, cái sự dằn vặt khổ đau khóc lóc phiền hà của mình, trách móc đủ có mọi thứ, tất cả những này là những cái duyên nó cộng lại để cái quả trổ sanh sớm hơn. Và còn một cái điều dạy dột nữa mà cái này sư cô giảng rồi, nay phải giảng lại trong cái phần nghiệp đó, là khi mình bắt đầu đi vào con đường tu đó, mình nói một cái câu mà nó đầy ngã mạn và thiếu hiểu biết ở chỗ là bao nhiêu nghiệp trổ hết đi, bao nhiêu quả nghiệp trổ hết đi, tôi chịu một lần. Hoặc là bao nhiêu cái khổ của thế gian đó trổ hết cho tôi đi. Thưa quý vị, mình giống như cái cọng cỏ gì mà mình đòi cái ngọn núi đó mấy tỷ tấn đó, đè xuống cũng chấp luôn, không ngán đâu. Ai nói vậy? Ngã mạn nói đây. Đây ngã mạn nói đây. Thì cái pháp bất thiện đó thì nó phải luôn luôn mà nó kêu bằng nó bất chấp mà. Nó vừa ngu, nó vừa lì mà, cho nên nó nói vậy. Chứ còn người ta mà có trí tuệ đó, người ta nói là tất cả những cái tội lỗi mà con đã phạm phải đó, xin cho trậm trổ sanh, để con còn có cái thời gian để làm điều lành. Cho nên cái người này nói rằng tôi vô tội, nhưng mà án tử thì đã định rồi, cũng không có xin là xử án sớm đi, không có. Ngày nào muốn xử thì xử, tôi đã chấp nhận cái chuyện gì rồi. Có cái gì bên trong người ta không nói ra, nhưng mà con đường người ta đi là quý vị không? Kịp xuất gia khi còn ở trong tù. Con rất trẻ, 20 mấy tuổi thôi. Cho nên chúng ta hiểu cái đó để làm chi? Tất cả những gì mình sai nó đưa đến đau khổ mình rồi, đừng lặp lại. Bỏ nó qua đi thì mới chuyển nghiệp được. Không ai cứu mình đâu. Sự hiểu biết của mình cứu mình, con đường đúng đắn của mình cứu mình. Cha mẹ đâu có cứu được đâu, bà con anh em đâu có cứu được đâu, tình nhân với nhau không cứu được đâu, chồng vợ không cứu được, mẹ con không cứu được. Tất cả nằm trong suy nghĩ của mình. Cho nên là trong cái phần tiếp theo là bốn cái vị chư thiên, là cũng như đại biểu cho những người đó thấy cái người thật việc thật mà nói thôi. Chúng ta dở cái phần của bài kinh ra. Cái lần trước đó thì chúng ta có nói cái bậc đắc định đầu tiên đó mà có thần thông đó, thì đã nói khi cái vị này đó thấy rằng có cái ác nghiệp đây, thấy có cái ác nghiệp, tức là có phạm giới đây, có ác nghiệp đây, thì nó trổ cái quả khổ đây, tức là có cái quả báo ác hành. Chúng ta giờ lật lại cái phần mà cái vị chư thiên đầu tiên đó, bởi vì cái tờ giấy này nó không có trùng cái số, cho nên là sư cô không đọc được. Cái đoạn đó nó như thế này: đây cái chỗ mà ở đây này, Ananda, có vị sa môn hay bà la môn nào
nhờ diệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh tác ý nên tâm nhập định. Vậy đây là cái vị chư thiên thứ nhất đó, nhập định. Khi nhập định nhờ thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, vị ấy thấy có người ở đây sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói lời hai lưỡi, nói ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham dục, có sân tâm, có tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy vị chư thiên đầu tiên đó là thấy một cái người phạm giới thứ nhất, phạm giới thứ hai, thứ ba, thứ tư, có đầy đủ tham sân si này đó, là khi phạm giới vậy là tái sanh vào quả khổ. Đấy. Tái sanh vào quả khổ. Vậy đó thấy cái thứ nhất. Vậy vậy khi mà thấy cái này đúng là sự thật như vậy đó, thì chúng ta thấy là cái vị này mới kết luận như sao? Thật sự có những ác nghiệp có quả báo ác hạnh. Đi tới cái kết luận, cái kết luận của cái phần thứ nhất mà chúng ta ghi đây, tức là cái người mà làm điều ác thì phải gặp cái quả ác, cái người mà phạm giới thì phải gặp cái quả khổ, phải thoái đọa. Vị này mới thấy có một, có một dạng là cái dạng thứ nhất thôi, thì vị này mới đưa đến cái kết luận. Cái kết luận của vị này là như thế này. Vị ấy nói như sau: thật sự có những ác nghiệp có quả báo ác ngạ, ác hạnh, và ta thấy có người ở đây sát sanh, lấy của không cho, nói lời hai lưỡi, vân vân, có tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Vị nói chắc chắn tất cả những người sát sanh, lấy của không cho, vân vân, có tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung đều sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Thì cái kết luận của người này đưa tới một cái phán quyết rằng đó là cái dạng thứ nhất đây đó là đều như vậy hết. Tức là không có ngoại lệ. Hễ ai làm ác, thấy không? Thì khi chết tái sanh phải đưa quả khổ. Yeah. Thì cái này đó chúng ta thấy nè, nhân nào quả ấy tương đương là đúng. Nhưng mà không phải cái đời mà mới vừa gieo xong trong cái kiếp này thì nó tái sanh cái đời sau là nó bị liền. Không phải vậy. Có người bị liền, có người không có bị liền, là do cái nhân đời trước người ta đó, cái nhân tốt người ta mạnh thì người ta chưa có rơi vào trong cái kiếp tái sanh liền. Còn nếu như cái nhân mà thuộc về gọi là cái người này khi mà hết phước rồi á, thì tất cả những việc ác của người ta đó nó trổ sanh ngay tức khắc. Thành ra cái này đó không dùng được chữ đều, không dùng được cái chữ này. Chữ này không chấp nhận. Mà chỉ có nói vậy, hay phạm giới thì có khả năng tái sanh vào quả khổ ngay cái kiếp tới. Có khả năng thôi. Là bởi vì đó, nó có khả năng nhận cái quả xấu ác trong hiện kiếp, nó có khả năng nhận cái quả xấu ác trong kiếp tái sanh liền, nó có khả năng nhận tất cả những quả xấu ác này không biết lúc nào khi còn luân hồi. Còn cái nói chung chung á, mà nói rằng nhân nào quả ấy là chính xác. Chúng ta tỉ mỉ cái chỗ này một chút, bởi vì thường á, trong cái vấn đề nghiệp và quả nghiệp đó, nhiều người hiểu không đúng lắm. Hoặc là người ta sửa gì mà sư cô vẫn thường nói là nó nghe theo cái tuồng cải lương đó. Là thường thường nói vậy nè: dây giờ trả. Cái này nó không nằm trong luật nhân quả. Luật nhân quả gieo gặt. Luật nhân quả không nằm trong, không phải là chữ dây hay chữ trả. Bởi vì như thế này đây, khi mình gieo cái nhân á, thì mình gặt cái quả. Chuyện đó là không thể tránh khỏi. Nhưng mà cái điều quan trọng cho mình á, khi mà mình tiếp nhận cái quả này rồi đó, khi cái quả này nó là
mình phải có cái khâu tiếp nhận. Mình không nhận cũng phải nhận, tại vì cái người này là con của mình, cái người này là cha mẹ của mình, cái người này bây giờ nó có mối ràng buộc không có thể tách ra được, thì đương nhiên là không nhận cũng phải nhận thôi. Nó ở ngay trong cái nhà mình mà, nó ở ngay trong cái tâm tưởng mình, làm sao không nhận được. Thì cái nhận này là dẫu mình có từ chối cũng phải nhận, mà tiếp nhận thì cũng nhận, mà không tiếp nhận cũng không từ chối cũng phải nhận, giá nào cũng phải nhận hết. Nhưng cái mà chúng ta là con nhà Phật ở cái chỗ đó là cái quả này sau khi nhận xong rồi đó thì chúng ta xử lý ra làm sao, cái này là vấn đề của nhà Phật đây, hoặc chúng ta ứng xử với nó ra làm sao, chúng ta có thái độ như thế nào. Cái vấn đề là xử lý những cái quả, chúng ta xử lý với cái thái độ như thế nào. Nhận cái quả tốt thì vui, nhận cái quả xấu buồn. Đó là cái thái độ khi chúng ta tiếp nhận cái quả đó. Và chúng ta ứng xử như vậy thì chúng ta rơi vào cái gọng kìm của cái pháp quế nhiễm. Nó là cái quả lắc. Khi mà đó nó đưa chúng ta tới cái chỗ hài lòng là chúng ta vui đây, đây là hỷ lạc đây, và đây là khổ ô đề. Bởi vì khi chúng ta thỏa mãn thì chúng ta hỷ lạc, mà khi chúng ta bất mãn thì chúng ta khổ ô, thì chúng ta nằm trong cái gọng kìm của cái tham hỷ và cái sân. Nên nằm trong cái gọng kìm thì chúng ta phải ra không có được. Cho nên là cái vấn đề chúng ta xử lý cái quả này ra sao, thì cái này là mới là cái con nhà Phật. Còn khi nói giai trả nó không phải con nhà Phật. Cho nên có những người đó, thấy cái người chung sống với mình đó là nó ác quá mà nó sai quá đó. Nhưng mình vẫn cầm cái lưng xuống, cam chịu vậy, sân hận ở trong lòng, đau khổ ở trong lòng, mà vẫn phục vụ, nai lưng ra làm, phục vụ hết, phục vụ tất cả những gì mình có thể phục vụ được đều phục vụ hết, để nói là trả cho xong. Thưa quý vị, đó không phải là nhân quả của nhà Phật. Nhân quả của nhà Phật là xử lý cái quả này, ứng xử cái này, làm thế nào đó để mình được sáng suốt, mình nhẹ nhàng, mình thanh thoát, mà mình mở, mình thoát ra khỏi cái sự ràng buộc này. Xử lý như thế nào mà mình cũng thoát mà người ta cũng thoát, thì cái đó mới là cái người con Phật, mới đi theo con đường của đạo Phật. Con đường của đạo Phật nó đòi hỏi mình sự sáng suốt, sự ứng xử đúng đắn thì mình thoát. Còn mình dùng dãy cách mấy cũng không thoát, giả vờ quên đi vẫn không thoát, mà phải nhìn thẳng và đúng sự thật đó, để thấy rõ, biết rõ ràng mình bước tới nó là cái gì, bước lui nó ra sao, bước ngang nó thế nào, bước dọc ở đây thế nào. Còn vai trả là cứ dập mình xuống như thế này, mà để cho những cái pháp ác nó dập từ đầu tới chân, rồi cuối cùng đó mình cũng là đọa trong những cái đọa xứ tâm tối nhất mà thôi. Tại vì mình tà kiến, mình nghĩ sai, mình không hiểu đúng, thì tự mình đó, nhốt mình trong cái sự đọa đày, mà mình nghĩ rằng mình sẽ trả xong cái món nợ, không có trả được. Gieo cái nhân gặt cái quả, và giờ đây ứng xử với cái quả này ra sao? Ứng xử bằng trí tuệ, ứng xử bằng thiện lành, hay ứng xử bằng cái khổ đau, bằng cái cam chịu, bằng cái sự nhục nhã, không? Bằng tất cả những cái gì đau đớn trong cái lòng mình. Tất cả những cái đó đều nằm trong những cái pháp mà chúng ta thấy là tự mình sẽ đọa đày mình nhiều hơn. Và phần lớn là người ta thoát không được. Thế khi một cái quả trổ xanh
thuận thì vui, không thuận thì bất mãn buồn. Chúng ta luôn luôn bị những cái pháp này nó chi phối, không thoát ra được. Thoát ra được phải nhận diện kỹ. Cho nên cái pháp hành tứ niệm xứ đó cho chúng ta nhìn vào pháp chân đế, không nhìn vào pháp thực tế. Nhìn vào pháp chân đế là nhìn cái gì? Nhìn cái tâm của người ta khi người ta ứng xử với mình, và nhìn cái tâm của mình khi mình ứng xử với người ta. Hai người xích mích nhau, hai người không có hòa hợp cái ý kiến với nhau, xung đột lẫn nhau, mình nhìn coi người ta nói bằng cái tâm gì, mình nhìn tâm mình ứng xử đó bằng cái gì thì mình biết. Thì đó là con đường thoát của mình. Còn mình không nhìn thấy, mà mình nhìn thấy bằng những cái từ ngữ của thế gian. Đây là cha mẹ nói với con cái, hoặc đây là con cái nói với cha mẹ, đây là chồng nói với vợ, vợ nói với chồng, đây là tình nhân nói với tình nhân. Nếu chúng ta đi cái pháp thế gian đó thì nó rối như tơ vò, nó không thấy một cái đường đi ra. Chúng ta phải thấy cái pháp chân đế tâm gì vậy, nhất là cái tâm của mình. Mình thấy cái tâm của người ta để làm chi? Để đừng có tạo duyên cho những cái tâm xấu ác này nó khởi sinh nữa. Thấy cái tâm mình để làm gì? Để dừng lại kịp những cái sai trái của mình, không có tranh chấp đúng sai nữa, mà hãy nói với mình đang để cái tâm gì nó khởi sanh lên đây, tâm gì khởi sanh lên đây, mà mình đang bảo vệ cái huệ mạng của mình, hay mình đang tranh chấp cái đúng sai để hủy hoại cái huệ mạng của mình. Hãy nói đi. Cho nên cái vấn đề là ứng xử với cái quả. Vậy mình đừng có nhìn ở ngoài cái pháp thế gian để thấy rằng người ta tạo ác mà người ta không có nhận cái quả tương ưng. Chưa mà. Bởi vì cái chỗ này nè, khi mà mình thấy người ta tạo ác mà người ta vẫn nhận được cái quả tốt lành, thì mình nói ngu dại gì mà mình cứ phải liêm khiết hoài, ngu dại gì mình cứ phải đi con đường tốt, đi trật chút có khi sướng hơn. Chị trúng chị thấy khổ, chị đi đói nghèo thôi, thì mình vẫn đi vào cái con đường của tà ma, của quỷ quái rồi, thấy không? Không, nhân nào quả đó. Còn bây giờ cái người này nó làm sai mà nó chưa nhận quả xấu, đó là nó chưa nhận quả xấu chứ không phải không có quả xấu. Cho nên chúng ta không bắt chước cái đó, mà không nhận ra thì mình thấy, quý vị thấy không, chư thiên là người đã nhất là chư thiên mà tái sanh trong cái cõi mà sắc giới đó, quý vị thấy không? người ta đã phải tu biết bao nhiêu người ta mới đắc được ngũ thiên. Người ta phải tu như thế nào người ta mới có cái thần thông, người ta thấy rõ như thế mà người ta vẫn phiến diện trong cái nhìn này. Cho nên mới có đấng toàn giác, thấy không? Có đấng toàn giác mới thấy được tất cả những cái này. Còn một người mà ngay cả đắc một cái quả vị lớn là A-la-hán, thành của vị Phật, nhưng mà chưa có toàn giác thì vẫn chưa thấy hết tất cả mọi thứ đâu. Bản thân người ta là không bao giờ phạm giới nữa, bản thân người ta không bao giờ còn có thể trở lui lại 31 cái ngục ở trên thế gian này, không có trở lui được cái chỗ đó rồi. Nhưng mà để thấu hiểu cho sâu xa cho hết tất cả thì chỉ có đấng toàn giác mới thấu hiểu hết. Và cái người có thể tiếp nhận được cái này chính là chư Phật. Đấng toàn giác thì phát hiện ra cái chân lý này, và người có thể tiếp nhận dễ dàng là chư Phật. Còn chúng ta là những người phàm phu, chúng ta phải học và chúng ta phải tập tành nhiều thì chúng ta mới có thể tiếp nhận được cái chân lý này. Còn không đó là chúng ta đó sẽ bị những cái này, bị những cái hỷ lạc này, nó làm cho chúng ta, làm cho lệch lạc cái sự hiểu biết về giáo pháp, để mà cái con người của chúng ta nó mới đi vào trong cái phàm phu dễ dàng được. Còn nếu chúng ta hiểu đúng những điều Phật dạy và chúng ta làm đúng như vậy thì chúng ta không có đi vào con đường phàm phu, mà càng ngày chúng ta còn ra khỏi cái đời phàm phu đầy đau khổ của mình. Nhớ là 31 cõi luân hồi của mình á là 31 cái nhà ngục.
Cho nên quý vị thấy những người này chạm tái sanh lên cái cõi trời sắc giới, là cái chỗ đó là chỉ có hưởng cái nhàn cảnh thôi. Nhưng mà không phải như vậy, là nó là cái đỉnh cao của sự sáng suốt. Người ta vẫn còn nhầm lẫn đấy. Và những cái tà kiến này nè, người ta sẽ tạo cái ác nghiệp mà ta không ngờ nhất. Bởi vì người ta nói sao? Tất cả những người mà không phạm giới đây, không phạm giới đây, đều có thể tái sanh vào, đều tái sanh vào cái cõi khổ. Dùng cái chữ đều trong chỗ đó, chúng ta vòng tròn hết những chữ đều đó. Đều tái sanh vào cõi khổ. Như vậy, không có thiện nghiệp, không có ác nghiệp. Muốn làm gì cũng được, miễn là thỏa cái ý mình vậy thôi. Nếu một vị trời mà tuyên bố vậy thì cư dân ở cõi trời nó sẽ có cái khuynh hướng này. Và khi những cái vị trời này phổ biến những cái điều này trong thế gian, phổ biến những điều này trong tất cả các cõi, người ta đem cái tư tưởng này đi, thì cái ác nghiệp của cái vị Phạm Thiên này không kể xiết. Và cái chuyện người ta thoái đọa vào địa ngục, mà nhất là địa ngục tà kiến, không thể nào tránh khỏi. Vì thấy Đề Bà Đạt Đa đắc ngũ thiền rồi, có thần thông rồi, thấy chưa, mà đọa xuống địa ngục vẫn là chuyện rõ ràng, chứ đâu có phải chuyện mơ hồ đâu. Và đất sụp thì quá lẻ làng rồi. Và bây giờ những hiện tượng đất sụp trên thế giới này đã xuất hiện. Trên một cái đường phố bằng phẳng xi măng đàng hoàng ở đây, người ta đi những bước đi bình thường, nhưng mà tới đó nó sụp xuống cái giống như đất nó mềm vô đó vậy, rọt tởm xuống đó rồi. Thì khi người ta nhìn xuống là nước nó xoáy vô dưới đó. Ai dám xuống cứu, có cách gì xuống cứu đâu. Đó, bây giờ những cái hiện tượng mà nó gọi là đất sụp đó, bây giờ đã xuất hiện trên cái quả địa cầu này rồi. Cho nên chúng ta hiểu như vậy để mà chúng ta nói này, cái con đường duy nhất mà chúng ta đi đúng là cái con đường của cái sự thiện lành, và cái con đường là phát sanh cái trí tuệ, để chúng ta càng ngày chúng ta càng tiếp nhận với cái chân lý của tâm linh. Và chưa có bao giờ như cái thời đại ngày hôm nay đó. Thì quý vị thấy nay nơi cái đất nước nhỏ bé của mình đây đó, thì có những cái hiện tượng thuộc về tín ngưỡng tôn giáo lạ lùng nó đã có mặt. Và khi nó có mặt như vậy, không phải là không có người theo, không phải không có người theo. Và khi mình đặt chân tới Ấn Độ đó, mình mới thấy rằng tất cả những gì mà trong kinh điển của Đức Phật còn in hình lại những cái tà kiến, ngày nay nó vẫn còn nguyên vẹn. Do cái phước báu của người ta, người này thoát ra rồi thì có người khác đi vô trong cái bẫy đó. Cái đường danh lợi công công, kẻ mong ra khỏi, người hồng bước vô. Vì mình có những cái suy nghĩ của mình, có những cái cám dỗ riêng của mình cho mình đi cái con đường đó. Cho nên mình hiểu biết, mình thực hành đúng thì mình thoát. Còn mình không hiểu biết, không thực hành đúng thì không thoát. Thành ra những cái gì mà sư cô viết trên bảng là nó có bốn cái dạng tái sanh này đó, thì chư thiên đó, bốn cái bậc mà đắc thiền định mà trở thành chư thiên đó, đều nói đến bốn cái này, đúng cái này. Riêng cái phần dưới đó thì chúng ta ôn lại một cái, nhưng mà về sau nó có thay đổi đó, thì nó cũng nằm trong cái phần mà người ta phán quyết như vậy thôi. Thí dụ như là cái phần tiếp theo của vị chư thiên này nói nè: chắc chắn tất cả mọi người sát sanh, lấy của không cho, có vân vân, có tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung, họ đều sanh vào cõi dữ. Thì sư cô nói là mình dòng cái chữ đều lại đây, thì cái chữ đều đây nó không thích hợp, đều tái sanh đây không đúng. Thì cái chữ đều đó chúng ta dòng lại để làm chi, để một chút nữa trong cái lúc mà tới cái phần mà Đức Phật giảng giải ra đó, thì Đức Phật có nói là có những cái điều Đức Phật chấp nhận và có những cái điều không chấp nhận. Thì chúng ta sẽ khảo sát cái bài này thì chúng ta thấy là tất cả những cái phần mà người ta nhìn một khía cạnh và người ta dùng cái chữ đều đây, tức là tất cả, nó giống như một cái chân lý phổ biến, thì cái chữ đều này là Đức Phật không chấp nhận, chứ không phải là không có. Nhớ nha, cái này nó có trong cái thực tế, nhưng mà vì dùng cái chữ đều đó mà Đức Phật không chấp nhận. Thực tế nó là một trong bốn cái dạng của nó. Chứ còn nói là đều như vậy hết thì không được.
Cho nên không chấp nhận không phải vì nó không có, nhưng mà vì nó có một khía cạnh mà mình nói đều khắp hết, thì Đức Phật không chấp nhận cái chân lý phổ quát này. Nhưng mà cá lẽ nó vẫn có mặt, và đúng là nó có mặt như vậy, nhưng nó không phải là một cái chân lý phổ quát. Vậy đó là cái chữ đều chúng ta chú ý. Những ai biết như vậy, vị ấy biết một cách chân chánh, thì chính cái câu này Đức Phật cũng không có đồng ý. Cái chữ chân chánh đây nè, viết thành cái chữ này. Chân chánh đây tức là chân chính. Hai cái âm này nó giống nhau, dùng cái chữ chân chánh hay là chân chính cũng giống nhau. Nhưng mà nói chữ chân chính thì chúng ta thấy nó, cái từ này nó quen thuộc hơn. Chân chính, chân là đúng sự thật. Và coi như là cái này nè, nó mới đi thẳng đường, nó không có thiên lệch, hiểu không? Thì có nghĩa rằng là người nào mà hiểu như vậy đó mới là cái người mà đi thẳng vào chân lý, nắm được cái chân lý. Thì cái chỗ này là cái chỗ mà cái lời phán quyết của một cái bậc đắc định là chư thiên, điều phán quyết này đúng, nhưng mà nó đúng có một phần thôi. Cho nên cái chỗ này cũng sẽ là cái chỗ mà có những phần Đức Phật chấp nhận, có những phần Đức Phật không có chấp nhận ở chỗ này. Như vậy những ai biết như vậy, những vị ấy biết một cách chân chánh chưa được. Biết như vậy là do thấy rõ, biết rõ, nhưng chưa thể nói đây là một cái chân lý phổ biến được. Những ai biết khác như vậy, trí họ thuộc về trà trí, không đúng. Bởi vì nó còn diễn ra khác hơn nè, hiểu không? Cái thực tế của cái chuyện mà đi tái sanh này nè, nó diễn ra dưới bốn dạng. Thành ra hiểu một dạng mà nói rằng hiểu hết cái chân lý đó thì không phải, chân lý nó phải thuộc bốn dạng. Mà khi người ta hiểu một dạng vậy và người ta kết luận mà nói rằng là người nào hiểu khác đi thì đó là tà kiến, là không chân chánh, thì không đúng. Bởi vì nó có tới ba cái mình chưa biết. Ghi rõ cái này chưa? Khi chúng ta học về tà kiến, chúng ta nói, chúng ta nhớ vậy nè. Tà kiến nó diễn ra vậy, khi cái sai mà mình biến thành đúng. Nhưng mà có những cái á, mình thấy rõ, biết rõ, nó đúng sự thật như vậy, nhưng nó vẫn là tà kiến, bởi vì mình thấy một mà mình nói toàn thể. Nhớ cái này chưa? Chứ không phải nó hoàn toàn nó sai. Nó đúng một phần, nhưng mà mình lấy cái một phần đó mình làm cái toàn thể, thì cái đó là không chấp nhận được. Cho nên cái câu này nói rằng nếu mà người nào đó mà nói sai cái dạng thứ nhất này đây, hoặc là nói khác cái dạng thứ nhất này đây, là coi như là tà kiến, là tà trí, thì cái câu này không thể chấp nhận được. Mặc dù sự thật nó có như vậy, nhưng mà không thể chấp nhận một cái phán quyết như vậy. Như vậy điều vị ấy tự mình biết, tự mình thấy, tự mình hiểu rõ, vị ấy nắm giữ chấp trước và tuyên bố chỉ như vậy mới chân thực, ngoài ra đều là hư vọng, thì cả ba cái này thì nó không có đúng. Tại vì cái vị này là do khẳng định một cách mạnh mẽ, là do tự mình thấy, tự mình biết rõ, tự mình xác chứng cái vấn đề đó là nó hiện hữu rõ ràng. Chứ không phải là nghe qua ai, cũng không phải nghe nói, mà cũng không phải suy diễn, suy luận. Đó, giờ vị này nói ra, ngoài cái này ra nè, thì đều là hư vọng. Tức là ngoài cái chân lý mà tôi phát hiện ra, tôi tuyên bố ra, thì tất cả những cái khác đó, đều nói không đúng, đều là vô ích hết. Thì cái lời tuyên bố này không đúng. Cũng như là cái này là chúng ta thấy cái tà kiến xuất hiện trong đời thường. Có những người nói thế này, tôi thì bây giờ đó, tôi thấy là tôi nuôi cái con chó này là đủ rồi. Tại vì hết cái cuộc đời rồi, tôi thấy sống như con người mệt mỏi lắm. Bây giờ chỉ có con chó rồi, coi như hủ hỉ ngày đêm vậy đó, mà tôi thấy hạnh phúc, tôi thấy an vui. Con người ta lắm điều, lắm chuyện, trớ trêu đủ có mọi thứ, tôi không thích nữa.
Cái đó là một cái sự thật trong cái đời sống người này. Nhưng mà cái phát biểu đó là một cái tà kiến, nó sẽ ám ảnh và nó cực kỳ tai hại ở chỗ là giờ thân ngoại mạng chung mà mình thấy cả cái thế giới của lời chó để mình đi vào trong đó. Giờ mình nhất định là thấy con người là mình tránh xa, thấy chó là mình tránh. Tại sao vậy? Vì con chó nó không có cái phản ứng nào khác hơn là trung thành, và nó yêu mến cái người đã nuôi dưỡng, đã chăm sóc và yêu thương nó. Nó chỉ là một cái dạng của cái sự nối kết một chiều thôi. Nhưng mà không phải vậy đâu. Vì thấy có những cái con chó nó cũng cắn chủ nó chết vậy. Chỉ khi nào mà cái nhân duyên mà nó thuận với nhau đó, thì cái mối quan hệ giữa người và súc sanh nó sẽ tốt đẹp. Nhưng mà không có nghĩa rằng trên thế gian này không có những cái con vật á, nó là coi như là nó đưa vào con người vào chỗ chết. Con cọp nó cũng ăn thịt mình, con beo nó cũng ăn thịt mình, con rắn nó cũng cắn mình, con rít nó cũng cắn mình chết mà. Tất cả chỉ là mối quan hệ nhân quả thôi. Nhưng mà do cái mình chịu nhiều cái bất hạnh trong cái mối quan hệ con người với con người, và mình đi đến một cái kết luận thực tế của đời mình vậy, nhưng mà cái kết luận này nó đưa đến cái tai hại cho mình. Giống như mình nói rằng là không có cái gì gọi là ác nghiệp, và cũng không có cái gì gọi là quả của ác nghiệp hết. Tức là muốn làm sao cũng được, khôn thì được thôi, chứ không có cái vấn đề này. Bởi vì tôi là chư thiên, tôi ở trên cái cõi trời là tôi thấy rõ ràng cái người nó ác, cái người nó phạm giới mà nó dẫn sanh lên cõi trời thì sao? Tôi thấy một cái phán quyết như thế là cực kỳ kinh khủng. Không những bản thân mình đẩy mình vào cái chỗ sai lệch, mà mình làm cho tất cả những người khác, người ta cũng có cái khuynh hướng lệch lạc như thế. Cho nên tất cả những cái bất hạnh trong đời mình đó là không phải để đưa đến cái kết luận như vậy. Một cái người này lập gia đình 5 lần 7 lần đều thấy cái người hôn phối của mình đó là đối xử với mình không có ra gì hết. Mình càng tốt nó càng bội bạc, mình càng thủy chung nó càng coi như là nó trăng qua đủ cả mọi chuyện hết. Cái đó là cái quả tà dâm của mình, chứ không thể mình kết luận rằng đàn bà đều là lăng loàn hết, hoặc là đàn ông đều là cái phường phản trắc hết. Không phải, không có được nói đàn bà như vậy, cũng không được nói là đàn ông như vậy. Vì cái kết luận đó người Việt mình gọi là vơ đũa cả nắm. Thì chính cái chỗ này là cái chỗ mà trong cái bài pháp Đức Phật đó, gọi là đại kinh nghiệp phân biệt, là ý nói là cái nghiệp này phải phân biệt tỉ mỉ ra, chi tiết ra mới hiểu rõ. Còn nói tổng quát thì nhân nào quả đó. Rồi khi mà người ta hiểu tổng quát nhân nào là quả đó, thì cái thực tế người ta thấy rõ ràng nó phạm giới, rõ ràng nó tạo ác, mà nó dẫn vào, nó dẫn hưởng đủ cả mọi thứ. Người ta không chấp nhận cái luật nhân quả. Vì hiểu này chưa, kể cả chư thiên. Vì rõ ràng trong cái đời sống mình làm con người mình cũng thấy, chư thiên cũng thấy rõ như vậy. Người ta tuyên bố ra như vậy. Nhưng đó là vì mình không có hiểu cái sự vận hành của nhân quả. Từ lúc gieo nhân cho đến khi gặt cái quả đó thì nó phải còn biết bao nhiêu những cái yếu tố khác nữa, nó gọi là cái duyên. Nó phải cấu thành đủ nhân duyên nó mới tạo cái quả. Và cái này khi mà chúng ta đi vào, chúng ta học thập nhị nhân duyên, thì chúng ta mới hiểu rằng là đấy, nhân thì quả, nhưng giữa nhân và quả có duyên, có cái duyên nối kết với nhau. Thành ra mới nói là dị thời nhi thục, tức là khác cái thời mình gieo cái nhân xuống, nhưng mà cái quả nó trổ, nó khác cái thời của cái lúc gieo nhân. Là do nó có nhiều cái yếu tố trong đó. Rồi bây giờ chúng ta cũng ôn lại cái bậc thứ hai đây. Một cái bậc đắc định thứ hai. Thì sư cô rút gọn cái phần trên nha. Thì vị ấy nói như sau: thật sự không có những ác nghiệp, cũng không có quả báo ác hạnh. Và ta đã thấy có người ở đây sát sanh lấy của không cho vân vân, có tà kiến sau khi thân ngoại mạng chung được sanh vào thiện thú thiên giới cõi đời này. Đây, một người phạm giới, giới thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, tâm quế nhiễm, có đầy đủ tham sân si, nhưng vẫn tái sanh vào nhàn cảnh, tức là vẫn hưởng được cái quả lành. Thì như vậy vị này mới nói sao?
chắc chắn mọi người, tất cả mọi người sát sanh lấy của không cho, vân vân, có tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, họ được đều sanh vào thiện thú thiên giới cõi đời này. Như vậy thì nói là dùng chữ chắc chắn, chúng ta vòng tròn cái chữ chắc chắn lại để biết rằng là nói cái chữ chắc chắn khẳng định mạnh như thế này đó là do mình thấy biết, nhưng chưa phải là chân lý. Vì vậy chắc chắn những người phạm giới đều sanh vào cõi lành. Thấy chưa? Chữ đều đây chúng ta vòng tròn lại. Thì điều đó là không có thể chấp nhận được, bởi vì người ta hiểu cái luật nhân quả đó quá đơn giản đi mà không thấy cái sự vận hành của nó. Cho nên là nghiệp và quả nghiệp là bất khả tư nghị. Bất khả tư nghị tức là không có thể nghĩ bàn được, mà chỉ có thể thấy biết thôi. Và cái người thấy biết đó không phải là chư thiên có thần thông, mà cái người thấy biết đó phải là một vị Phật, phải là một cái đấng toàn giác mới có thể thấy biết được. Cho nên là chúng ta nhớ nha, khi Đức Phật mà sáng nay ra mà bưng cái bình bát mà đi cái hướng đông chẳng hạn, hướng tây hướng nam vậy đó, thì bưng bình bát đi, bởi vì Đức Phật đó là đã coi như là dùng cái huệ nhãn của mình đó để mà quán xét tất cả cái khu vực mà ở trong cái tầm mà Đức Phật sẽ đi ngày hôm nay đó, ai là cái người mà đủ cái phước để cho Đức Phật nói một cái lời mà người đó mới là thành tựu được cái con đường tu tập của mình. Thấy biết trước mà vị này thấy biết được là cái người đó để độ cái người đó ngày hôm nay. Thì như vậy Đức Phật thấy cái gì? Thấy được cái quả nghiệp thiện của vị này đến cái lúc trổ sanh rồi, và cái phước của cái người này ngày hôm nay á, là sẽ gặp được đấng toàn giác, và cái phước của vị ngày hôm nay đó là sẽ được nghe những cái lời pháp thích hợp cho cái tu tập của mình. Thì chỉ có đấng toàn giác mới thuyết pháp được và mới làm được cái điều đó thôi, chứ đâu có ai làm được cái điều đó này. Vì thấy được cái người này á sẽ thành tựu ngay ngày hôm nay, hoặc là vài ngày nữa, hoặc tháng sau, hoặc năm sau, hoặc trong kiếp kế. Mà bây giờ cái duyên tới đây là phải gặp, cho nên đi. Nên quý vị thấy không? Đi quá duyên chứ không phải đi sinh ăn, gọi là đi quá duyên. Và khi cái người gieo cái duyên đó là quỳ xuống dâng cái đó để đặt vào trong cái bình bát đó, chắc chắn không phải là tiền. Nếu ai cầm cái bình bát mà để cho người khác đặt tiền vào thì người đó không phải người xuất gia. Và cái người nào mà Phật tử mà đặt bát vào đó thì cái người đó không có phải Phật tử, làm cái chuyện sai rồi, mà phải là thực phẩm. Bởi vì đây là một trong những cái tứ sự, và đây là cái gieo cái duyên. Cái gì không? Ngày hôm nay nó là một cái thực phẩm, nhưng ngày mai nó là nối cái duyên để mà trợ nhau đi con đường tâm linh. Vì thế học cái hạnh của Ngài Xá Lợi Phất đó, bất cứ những ai mà gieo duyên với Ngài Xá Lợi Phất là Ngài Xá Lợi Phất đều ghi nhận hết, và luôn luôn hướng về để tìm cái cách mà nối kết trên con đường tiến hóa tâm linh. Cái ý nghĩa nó rõ ràng, thành ra nó rất dễ phát hiện ở cái chỗ đó, là khi mình đi ra đường mà mình thấy những người ta ôm cái bình bát đi đó, mà ta từ chối nhận cái khúc bánh mì của mình mà chỉ nói thôi để tiền vô là mình biết giả rồi. Hiểu không? Với lại là cái luật đó quý vị không được phép đặt bất cứ cái gì trên cái bình bát người ta, tiền vàng tất cả mọi thứ là không được phép. Ngay cả trai tăng cũng vậy, ta để cái bình bát với lại cái nắp bát đây nè, để quý vị không được để tiền lên đây. Muốn cúng dường thì có phía trước này, bên hông này, bên hông này đặt vào, không được đặt lên à. Nó phải đâu, nhiều người cứ nói thôi thôi người ta không biết thì không sao, người ta không biết mình phải đặt xuống. Và khi người ta thấy mình, khi thấy cái người tu người ta đặt xuống, đừng có bị mà cũng như là bị chạm cái tự ái của mình, làm cho đúng pháp nó mới có phước, không đúng pháp không có phước đâu. Cho nên phải là mình muốn đem lại cái điều tốt cho người ta thì cái đó là cái tốt, mới có phân nửa thôi. Mình có cái ý đem lại điều tốt, mình làm điều tốt cho người khác mới có phân nửa thôi.
Còn cái phân nửa còn lại nó quyết định cái đó là đúng pháp hay không đúng pháp. Đúng pháp mới thành tựu, không đúng pháp không thành tựu. Thành ra là cái nghiệp này đã bất khả tư nghị. Chỉ có đấng toàn giác, chỉ có những cái vị Phật, người ta thấy được cái quá khứ, cái hiện tại và cái tương lai của cái chúng sinh này, là những cái nghiệp thiện và những nghiệp bất thiện này nó trổ sanh như thế nào, người ta thấy rõ, biết rõ như vậy, chứ không phải học hiểu. Là bất khả tư nghị nó nằm ở chỗ đó. Thành ra khi mình hiểu như vậy, được cái bài kinh tiểu phân tiểu, bài kinh đại kinh nghiệp phân biệt này, khi mà chúng ta nghe Đức Phật giảng rõ vậy đó, thì chúng ta nên nhớ nha, Đức Phật mới đi vào một cái phần chi tiết mà vẫn là cái phần lớn, nó chưa có sâu nữa, và phải đi trong rất là nhiều cái bài kinh của Đức Phật nữa thì chúng ta mới có thể là học được những cái tỉ mỉ thuộc về nghiệp này. Mà nó vẫn chưa hết đâu. Tại sao vậy? Vì chúng sinh nó cực kỳ đa dạng, và cái tâm mình nó cũng cực kỳ đa dạng, và luôn luôn đó, nước sông với nước biển nó cứ giao nhau ở cửa sông. Và cái tâm của chúng ta lúc nào mà nó rõ ràng trắng đen đó thì mình dễ nhận biết, mà cái lúc nó chập chờn như thế này là cái lúc mà mình không biết, không nhận rõ ra này. Thấy chưa? Thì thấy cái chập chờn nó nguy hiểm không? Nam thì nam mà nữ thì nữ, mà nó chập chờn, nó hai phai gì khó nhận ra. Thì cái tâm suy nghĩ mình cũng vậy, nó thiện nó bất thiện thì nó dễ thấy rồi, mà nó đan xen với nhau rất khó nhận ra. Mà thông thường mình bị đan xen, thông thường mình bị đan xen, mình không có biện biệt ra được. Cho nên mình phải từ từ mình gỡ cái rối, mình tách lần ra. Cho nên cái hành thiền mà nhìn thấy cái hơi thở của mình là một cái phương tiện để tách rất nhanh. Tại vì khi cái tâm mình nó chập chờn, mình phải dùng cái sự phân tách, cái vốn hiểu biết về Phật pháp của mình để mình tách nó ra đó, thì có khi nó tách không nổi rồi. Tại vì sao? Nó luôn luôn nó bảo vệ cái tâm mình đó, cái ngã của mình đó, nó luôn luôn bảo vệ cho cái điều tốt đó. Cho nên mình lý luận sao cuối cùng mình cũng bảo vệ mình thôi. Cái khuynh hướng của nó là nó đi như vậy. Nhưng mà khi mình hành thiền đó, mình thấy cái hơi thở đó, là cái lúc mà nó khởi lên đó, mà cái hơi thở của mình nó không có điều hòa là mình biết ngay cái này là nó là cái pháp bất thiện rồi. Nó giúp mình tách rất nhanh. Tại sao mà cái học nó phải đi đôi với cái hành là vậy? Mình cứ hành trì những cái pháp rất là đơn giản vậy thôi. Cái thấy hơi thở ra, hơi thở vô, hơi thở ra, hơi thở vô. Nhưng mà lần lần đó mình mới thấy được cái tâm của mình. Cái tâm của mình nó nằm trong cái hơi thở này. Và nên nhớ rằng tất cả thân thể mình là từ một cái cử động, nghĩa là coi như lớn nhỏ trong toàn thân của mình đều do tâm điều khiển hết. Như vậy tâm nó sẽ hiện hình qua tất cả những cái hoạt động đi đứng nằm ngồi của mình. Và đặc biệt là nó hiển lộ rõ trong cái hơi thở của mình. Do đó cái pháp hành căn bản đó, khi mình theo dõi hơi thở mà mình bén nhạy trong cái vấn đề theo dõi hơi thở, thì khi cái tâm mình nó chập chờn giữa cái thiện và bất thiện đó, tách ra được. Và mình hiểu rằng cái tách của mình là cái khả năng chính xác cao. Chứ bây giờ ai ở bên mình mà giải cho mình, mà có khi giải mình không nghe mà. Rồi bởi vì khi nó chập chờn vậy thì quý vị biết là cái ma lực nó mạnh, cái bóng tối nó phả xuống, nó che giấu những cái điều mà nó gọi là giống như là nó mờ mịt ở trong tâm mình, nó che giữ khó lắm. Cho nên cứ phải hành trì. Chuyện mình để ý cái hơi thở là cái chuyện nó đơn giản lắm. Đừng có nghĩ mình đột phá cái gì hết, mà mình cứ nghĩ là cái thuần thục đã soi sáng cho mình nhiều lắm trong cái đời thường, để mình kịp nhận ra. Nhiều đó cũng đủ rồi. Và nhiều lần kịp nhận ra này đó, mình đủ cái năng lực để mà mình lái cái tư tưởng của mình qua cái chỗ tốt hơn. Còn nếu không lái không nổi, biết mà lái không nổi, do nó yếu cái sức. Rồi như vậy vị này tuyên bố cái phần thứ hai đó. Và vị ấy nói, chắc chắn tất cả mọi người sát sanh vân vân phạm giới đều sanh vào cái cõi lành. Ai biết như vậy, người nào biết như vậy là biết một cách chân chánh. Thì chúng ta thấy cái này là Đức Phật không chấp nhận rồi. Những ai biết khác như vậy, trí của họ thuộc về tà kiến. Bây giờ chúng ta nhận ra là nói như vậy là nó quá cái sự thật.
Như vậy điều vị ấy tự mình biết, tự mình thấy, tự mình hiểu rõ ở đây. Vị ấy nắm giữ chấp trước và tuyên bố, chỉ như vậy mới chân thực, ngoài ra đều là hư vọng. Như vậy phải hiểu theo cái dạng thứ hai này á, thì mới đúng. Cái người thứ nhất, cái bậc đắc định thứ nhất, thấy cái hiện tượng mà phạm giới phải tái sanh vào quả khổ, thì vị này tuyên bố. Vị thứ hai thấy phạm giới mà vẫn tái sanh vào nhàn cảnh, cho nên vị này tuyên bố đúng cái sự thật. Còn cái mà Đức Phật không chấp nhận á, là thấy một mà nói toàn thể. Không chấp nhận cái chỗ đó. Thì chúng ta nắm cái cách thức này. Tại sao trong cái bài kinh đó nó cứ phải trở đi trở lại cái này? Thậm ra cái cách trình bày của bài kinh này đó, là đầu tiên nói suông cái đó. Suông cái đó là để cho các cái vị chư thiên đó nói lên cái sự thật mình thấy biết, nói lên cái kết luận của mình, nói lên cái phán quyết của mình. Và bốn vị chư thiên đại diện cho bốn cái tầng cấp mà những người này chung sống, họ thấy sự thật đó, họ trình bày bốn tầng cấp. Sau khi trình bày xong rồi đó, mới tới cái phần tiếp theo á, là Đức Phật tựa lên cái này để Đức Phật phân tích ra, và Đức Phật nói rõ rằng cái nào chấp nhận, cái nào không chấp nhận. Như vậy cái mà Đức Phật chấp nhận là nó thuộc về cái chân lý phổ biến. Còn cái mà Đức Phật không có chấp nhận đây á, nó thuộc về một cái khía cạnh của chân lý không được phép nói. Đây là toàn thể cái chân lý phổ biến, nó là như vậy đó. Thành ra chúng ta sẽ không ngạc nhiên ở chỗ là tại sao có cái đúng mà Đức Phật không chấp nhận. Thì nói rằng Đức Phật không chấp nhận không phải vì nó không đúng, nhưng nó đúng một khía cạnh mà nói toàn thể. Nhớ cái này chưa? Đó. Thành ra khi mình đọc cái bài kinh này mà nếu mình không có chịu khó đó, mình không có ghi ra đó, mình sẽ thấy sao nó chút gì chút khác không hiểu được. Thấy không? Thì cái cách thức là để cho chư thiên trình bày. Trình bày xong rồi đó là Đức Phật mới giải thích ra. Rồi Đức Phật đi tới kết luận, cái này chấp nhận được, cái này không chấp nhận được. Thì chúng ta học cái đó để cái mà Đức Phật chấp nhận được, thì chúng ta hiểu đây là chân lý phổ quát, chúng ta có thể thuộc lòng cái phần này, nắm giữ cái phần này. Và không phải là không chấp nhận có nghĩa là sai 100%. Nhớ nha. Chúng ta ôn cho tới số 4 đi, cái lần sau là chúng ta đi vào cái phần mà Đức Phật chấp nhận hay không chấp nhận đây. Bây giờ tới phần số 3 nằm đây. Phần số 3 nằm đây. Như vậy cái cặp này nó đi vậy nè. Cái cặp nó đi nè. Bây này sư cô nói trước để rồi cái lúc mà đi tới cái phần kết đó là cái phần mà nó rắc rối nhất á, vì nó dùng cái từ khó hiểu. Thì bây giờ mà nắm cái khái niệm này đi, để rồi đến cái câu cuối sư cô giải thích thì quý vị mới rõ nè. Bây giờ người này có phạm giới thì có cái quả khổ tương ưng. Cái vị này có phạm giới nhưng mà không có quả tương ưng. Thấy rõ chưa? Có, không. Thì thấy không? Rồi bây giờ tới cái số 3 này đây nè. Người này phong phạm giới thì có nghĩa là có giữ giới. Đúng không? Có giữ giới thì có quả lành. Ở đây có giữ giới nhưng không có quả lành tương ưng. Hiểu vậy thế thấy nó đi đề cập nè. Có không, có không. Thế đi nó cặp với nhau. Bốn dạng này nó có đầy đủ hết trên thế gian này. Để chúng ta hiểu rằng nhân nào quả ấy là chân lý, nhưng sự thật diễn ra không khác với chân lý, bởi vì nó có những cái yếu tố thuộc về duyên nó kết hợp vào. Để mình hiểu rõ về cái nhân quả này mà mình không có lấn cấn. Không có lấn cấn. Không phải người làm ác mà được cái quả lành, không phải. Không phải là ăn trộm ăn cắp thành tiên mà đi chùa đi chiền bán thân bất tội, không phải vậy. Nhớ nha, không phải vậy. Hoặc là sao mà đi chùa làm phước, đi làm từ thiện mà về đó là gặp tai nạn chết hết chẳng hạn vậy. Tại sao ông trời không có mắt, đừng nói vậy đó bạn. Cái chuyện mà người ta tập hợp ra trên cái chiếc xe đó và người ta chết bằng cái cách thức như nhau đó là cái nhân quả nó nhiều đời. Và người ta đã có cái cộng nghiệp phải chết như vậy.
Đây là tất cả những gì người ta gieo ở cái đời trước và đời này đã trổ ra. Biết đâu trong cái phước đi chùa ngày hôm nay, phước cái từ thiện ngày hôm nay đó, khi người ta chết khủng khiếp như vậy nhưng mà ta có thể tái sanh lên cõi trời. Quý vị nhớ cái câu chuyện mà cái khi mà Đức Phật làm cái lễ trà tỳ ở Kusinaga đó, thì ở cái vùng đó ở ngoài đồng ruộng có một cái cô bé khoảng 15, 16 tuổi thôi. Thì nghe tin mà làm lễ trà tỳ của Đức Phật thì cô bé này rất là xúc động và nghĩ rằng mình chạy một mạch đó là mình có thể tới đó để mà dâng cái gì mà cúng Phật rồi đảnh lễ Phật trong cái lễ trà tỳ đó. Thì cô bé này đâu có cái gì, chăn trâu ở ngoài ruộng đâu có cái gì, nhưng mà thấy cái bông mướp vàng thì mới hái một cái nấm bông mướp vàng vậy nè, mà nhắm cái hướng cái chỗ lễ trà tỳ Đức Phật, chạy tới để mà dâng cái bông mướp này lên đó, rồi cúng dường đảnh lễ để mà coi như lần cuối được gặp Đức Phật. Thì khi mà cầm cái chùm bông mướp vàng đó mà chạy đi như thế thì cái con trâu nó hoảng hốt, nó điên cuồng, thì nó chém cô này chết tại chỗ, tay vẫn còn nắm cái chùm cái bông mướp vàng, nhưng mà cô bé này đã được tái sanh lên cõi trời. Cái chuyện mà con trâu chém chết á, nó là cái quả trổ sanh trong cái đời trước. Nhưng mà cái phước của người này đó, trong lúc chết như vậy, cái tâm lại hướng về cái điều lành, điều tốt, cho nên là tái sanh lên cõi trời. Tại nên mình chỉ thấy cái mà nó hiện ra trước mắt thôi, nhưng mình không thấy cái tiếp theo. Hoặc là có những người ta nói rằng ta không thể vượt qua số phận của mình, nhưng người ta đã vượt qua số phận, người ta không thấy. Để rồi có dịp sư cô sẽ nói về, bởi vì có người tặng sư cô một cái quyển sách. Quyển sách này nói về cái người thật việc thật, mà ghi cái câu á, cái tựa đề của nó đó, cái tiêu đề của quyển sách nói là không thể vượt qua số phận. Nhưng mà khi sư cô đọc rồi, sư cô thấy người này đã vượt qua số phận mà không biết. Không phải là mình hiểu cái nhân quả một cách đơn giản, một cách đơn thuần được đâu. Chúng ta nói cái phần chính nè, vị ấy nói như sau: thật sự có những thiện nghiệp có quả báo thiện hạnh, và ta thấy có người ở đây từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, vân vân, có chánh kiến, sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú thiên giới cõi đời này. Đấy, thì đây nó nằm ở chỗ số 3 nè. Cái người này không phạm giới nè, cái người làm điều lành này thì có cái quả tương ưng, tức là trổ ra cái quả lành, được tái sanh vào thiện thú thiện giới, vào cái loài người vân vân. Thì đó là làm cái điều lành thì được hưởng cái quả lành. Rồi đây là thấy một cái sự thật. Thì cái vị này nói như thế này: chắc chắn mọi người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, vân vân, có chánh kiến, sau khi thân hoại mạng chung họ đều tái sanh vào thiện thú. Nó sai chữ đều. Còn nếu người này nói như nè: tất cả mọi người từ bỏ thác sanh, từ bỏ lấy của không cho, vân vân, có chánh kiến, sau khi thân hoại mạng chung sanh vào thiện thú. Có, chuyện này có, nhưng mà đều sanh vào thiện thú thì chỗ này không có. Như vậy mục thứ ba này, cái người mà không phạm giới, cái người có giới, cái người hành thiện thì được cái quả tương ưng. Đây là đúng sự thật, có như vậy. Nhưng mà không phải là 100% đều như vậy hết, bởi vì quả là dị thời nhi thục. Cho nên cái phần chấp nhận và không chấp nhận đó thì khi chúng ta đọc lại sợ rối, cho nên chỗ này sư cô nói trước cái chỗ này để khi mình đọc lại mình thấy rõ. Vì cái bài nghiệp phải học từ kinh của Đức Phật mới được, chứ mình không có nghe lung tung nó sanh ra mình hiểu lầm nhiều thứ lắm. Những ai biết như vậy, những vị ấy biết một cách chân chánh. Những ai biết khác như vậy, trí của họ thuộc về tà trí. Không có thể ép người ta vào có một cái khía cạnh thôi, trong khi nó có bốn dạng. Gì hiểu này chưa? Cho nên không phải là biết cái này chân chánh còn biết cái khác không chân chánh, đúng không? Bây giờ nó còn ba cái biết nữa. Và như vậy đó là không phải hiểu mà không đúng như cái này, nói không đúng cái này là tà trí. Không phải, bởi vì nó còn ba cái đúng nữa. Như vậy điều gì ấy tự biết
tự mình thấy, tự mình hiểu rõ, vì ấy nắm giữ chấp trước, tức là sao? Biết cái đó là thấy cái đó là chân lý liền, không có mở ra để tìm hiểu thêm. Thì nó gọi là cái người đó là cố chấp đó. Bám vào cái khư khư mà mình cho là đúng và mình coi đó là chân lý phổ biến đó, thì cái đó nó thuộc về tà kiến đó. Chỉ như vậy mới chân thực, ngoài ra đều là hư vọng. Tức là phải thấy cái mục thứ ba này nè, hễ mà giữ giới thì được chỗ của quả lành, phải thấy cái thứ ba này là chân lý, còn ngoài ra tất cả đều là không đúng cả, đều là vô ích cả, thì cái lời tuyên bố này không chấp nhận được, mặc dù cái sự thật của nó là có. Rồi, đó là cái phần vị chư thiên thứ ba. Bây giờ vị chư thiên thứ tư là sẽ nói cái phần cuối cùng đây, phần số 4 đây. Vị ấy nói, thật sự không có những thiện nghiệp, không có quả báo thiện hạnh. Như vậy nè, khi vị này thấy một người giữ giới, một người làm điều lành mà chuốc lấy cái quả khổ, cho nên vị này mới nói sao? Không có cái điều gì mà gọi là nghiệp lành cả, và không bao giờ có cái quả báo của cái nghiệp lành cả. Thấy làm lành mà vẫn lãnh cái quả khổ như thường, cho nên không có cái chuyện này. Để thấy không? Thấy đúng sự thật, nhưng lời tuyên bố không phải là chân lý, mà lời tuyên bố sai sự thật, bởi vì thấy một cái khía cạnh mà không có hiểu thấu được cái nghiệp, cho nên kết luận sai. Cho nên cái này đó là khi mà trong cái đời sống đó, mình cứ nhìn cái thực tế, rồi mình nương vào cái thực tế để mình đi đến cái kết luận rất là sai lầm. Tại sao một cái người tốt như vậy, một người đàng hoàng như vậy lại gặp biết bao nhiêu hoạn nạn, còn cái người nó chả có ra gì, nó gặp điều may không? Thì trong tâm mình nó sẽ có cái sự băn khoăn. Ông biết là Phật nói có đúng không? Phật nói hoặc là ông trời ông có công bằng hay không? Hoặc là công lý có công bằng hay không? Hay là bất công thì vẫn hoàn là bất công? Thưa quý vị, tất cả những sự bất công đó đều do nghiệp sai biệt mà nó đi tới. Và tất cả những cái sai biệt này là do cái thời gian trổ quả khác nhau, do cái chúng sinh đó nó phước dày hay phước mỏng. Phước mỏng trổ sanh ngay, mà phước dày nó cứ từ từ nó trổ. Bởi vì cái chỗ này mới nói ra tu là chuyển nghiệp. Cho nên là sư cô lại lặp lại nữa, là đây là cái phần mà mình tội lỗi, mình sai lầm đây. Nhưng nếu kể từ đây trở đi mình không có phạm tội nữa, mình tiếp tục làm cái điều này, vì thế không? Thì khi mà cái quả này nó trổ sanh á, mình vẫn ở chư thiên. Nó trổ không nổi mà làm sao? Nó phải chờ. Cho nên là cái này khi mà quý vị đọc trong cái quyển mà nói về là thiên cung sự đó, thì hỏi tại sao có những cái vị trời đó là khi hết phước rồi xuống địa ngục? Bởi vì nhìn cái thiên cung của người ta sao đẹp hơn của mình. Hoặc là có cái chuyện gì không vừa ý cái một cái vị chư thiên khác thì cãi nhau. Thì như vậy khi cái tâm sân nó khởi lên là nó rớt xuống, là tại vì sao? Những cái quả nó, những cái ác nghiệp nó tiềm ẩn đây nè, nó nhân cái cơ hội đó nó mới đẩy xuống. Cho nên sanh lên cõi trời chưa chắc là đã yên ổn, khi mà những cái quế nhiễm của mình nó chỉ bị vùi lấp thôi, chứ không phải là nó kết thúc. Thành ra cái khi mà cái phước tới đây nó hết rồi đó, thì nó mới tuột xuống. Thành ra con người ta đó cứ gieo trồng cái điều ác mà không nghĩ rằng nó trổ quả, như cái vị chư thiên mà thấy cái này thì người ta cứ lầm tới. Cho đến lúc nào đó những cái phước lành của người ta hết rồi thì cái này nó trổ là không thể nào tưởng tượng được. Cho nên quý vị thấy có những cái cảnh đời mà mình nghe xong thôi đó, mình thấy quá bức xúc à, không có chịu đựng được. Bởi vì nó gọi là quả vô đơn chí, nó trổ liên tục hết chuyện này tới chuyện khác, cất cái đầu vậy không nổi. Cất cái đầu vậy không nổi. Là do làm sao? Là do trong cái tâm của mình á, bề ngoài tí rồi như vậy, nhưng mà trong tâm của mình á, mình gieo những cái xấu nhiều quá,
cho nên nó tích lũy lại. Tới lúc mà những cái phần mà ác nghiệp từ vô lượng kiếp của mình á, bây giờ nó là cái cơ hội để mà nó đẩy sụp xuống, hết cái này tới kia, hết cái kia tới cái nọ. Bởi vì khi người ta gieo rắc những cái ác nghiệp đó, người ta đâu có làm một lần đâu, thấy không? Nó tích lũy một con số và nó tích lũy một cái ma lực cực kỳ lớn. Vậy thì khi nó trổ sanh thì nó cứ thế mà nó trổ sanh thế. Còn có người ta làm rồi mà biết hối hận, biết thức tỉnh, biết sửa đổi thì nó còn đan xen nhau. Còn cái này nó liên tục như vậy thì nó làm sao nó đan xen nhau được? Rõ lắm đó. Vị này thấy như vậy thì vị này nói là giống như là mình nói vậy, không có nhân quả gì hết. Cái người mà giữ giới thì cuối cùng cũng rơi vào cái cõi khổ thôi, không có nhân quả gì hết. Và những ai mà biết rõ ràng đó là không có nhân quả gì hết á, tức là làm tốt cách mấy đi nữa thì sanh vào cõi dữ vẫn là cõi dữ thôi. Ai biết như vậy là biết một cách chân chánh. Thì chúng ta thấy rằng cái thứ tư này là một cái sự thật có thật, nhưng mà lời kết luận này đó là thiếu chân chánh. Những ai biết khác như vậy, trí của họ thuộc về tà kiến. Chính cái người này biết như vậy, nói như vậy mới là tà kiến, bởi vì người khác còn thấy ba cái phần khác nữa. Như vậy điều gì ấy tự mình biết, tự mình thấy, tự mình hiểu rõ. Ở đây vị ấy nắm giữ, chấp trước và tuyên bố, chỉ như vậy mới chân thực, ngoài ra đều là hư vọng. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái lời kết luận này là một cái lời kết luận rất là phiến diện. Ở đây này Ananda, Sa môn hay Bà la môn nào nói như sau: chắc chắn có ác nghiệp, có quả báo ép nghiệp, như vậy ta chấp nhận. Thì đây là cái phần mà sắp tới đó là chúng ta tiếp theo, thì những phần trên sư cô không có trở lại nữa, mà để chúng ta không có ngạc nhiên về cái việc tại sao Đức Phật chấp nhận và tại sao Đức Phật không chấp nhận. Thì chúng ta hiểu rằng không phải là vì nó không có, nó có, nhưng mà vì mình nói nó phiến diện cho nên không chấp nhận. Hiểu chưa? Xin mời quý vị nghĩ.